băng giá. Trời mùa đông mưa vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì sao mưa em không đến? Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta qua cuộc tình. Từ ngày mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, trời lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Liên Kim vô coi đầu tiên luôn. Ai coi đây? Ôi bàn tay, ai đã dắt em chiều nay? Chị cần à? Có chị đợi điệu chứ chị đâu cần gì đâu em. Chị lão luôn rồi. Tina Đăng. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya Hương Ngô, hay quá em ơi. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta cơn của tình. Em rất đẹp. Từng ngày tăng tăng tăng. Mọi người khen quá quên mẹ lời bài hát luôn rồi. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, đẹp quá em ơi. Hi, thank you cả nhà. Chị Thúy Nga, Mina. Mọi người thấy Thúy Nga dễ thương không? Em chụp hình rồi nha chị Thảo Sương. Đây, em mới mua một loạt áo của người mẫu Ngọc Quyên mới về quý vị. Nửa đêm rảnh quá, không có chuyện gì làm, rảnh rảnh phối với cái nón beret này có ngọc trai nè. Đeo một đôi bông tai Dior, ngọc trai. Hôm nay chị xì tin quá, trẻ trung dễ thương, rảnh em. Bây giờ nửa đêm đối với Nga live stream giống như là đi diễn vậy đó quý vị. Nên là mình phải make up đồ lồng lộn đồ lên. Mọi người thấy Thúy Nga dễ thương không? Dễ thương không quý vị? Dễ thương không? Dễ thương mà thương không dễ. Liên Kim dễ thương quá chị Nga ơi. Mọi người coi Nga nha. Hôm nay Nga đóng vai chị Như Quỳnh. Nga thích người tình mùa đông. Nga rất thích người tình mùa đông. Đó, hôm nay em live stream trong những khoảnh khắc này. Ai chụp hình được tấm nào đẹp em lấy em đăng Facebook nha. Chứ em chưa có kịp chụp. Bé trợ lý nó nói cô ơi cô chụp hình đi để có hình bốt Facebook. Lâu quá cô không có hình bốt Facebook. Giờ mọi người chụp được khoảnh khắc nào đẹp em lấy em làm hình Facebook luôn nha. Giờ mọi người coi giùm nghe nè. Là cái Cường Lê đẹp quá nè. Thank you cả nhà. Điệu đà quá chị. Chỗ giờ nửa đêm lồng lộn lắm. Nửa đêm giờ Thúy Nga lên live stream giống như đi show vậy đó mọi người. Mọi người coi giùm nghe nha. Lồng lộn quá Thảo Trần. Thì phải lồng lộn gì mọi người mới coi chứ. Mọi người mới thích chứ. Em xinh Hồng Điệp Bùi. Mọi người coi anh giùm Nga nha. Coi Nga đeo kiến chứ không đeo kiến cái nào đẹp hơn nha mọi người. Chị yêu đẹp quá Tina Đặng. Trời ơi hôm nay tôi make up kiểu này lên ai cũng khen tôi xinh quá. Cà Mau chào Thúy Nga. Mọi người thích Nga đeo kiến hay là không đeo kiến? Thích Nga đeo kiến hay là không đeo kiến nè? Đẹp quá. Thank you. Trời ơi giờ ai cũng khen vô. Bay vô khen đẹp thích lắm nha mọi người. Bây giờ là em live stream này sẽ lồng lộn cái này. Đường vào tim em môi băng giá. Ngọc Mai. Chiều mùa đông mưa vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì sao không đeo kính đẹp hơn? Vì sao mưa em không đến? Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Nhưng đánh ta răng tành tành, có khi cho ta cơn cửa tình. Đeo không đeo đều đẹp. Xem Nga đi mua guốc cười đau bụng luôn. Đeo kính đẹp hả mọi người? Vì thôi hôm nay đeo đi cho nó lạ ha. Nhìn cho nó giả bộ. Đeo kiến cho nó giả danh tri thức chứ. Anh là fan hâm mộ của Thúy Nga. Cảm ơn anh Tú nhiều. Rồi cảm ơn anh Tú nha. Không đeo kính thì đẹp. Trời ơi chẳng lẽ giờ tôi cứ đeo không đeo tôi làm hoài trời. Đeo hay không đeo nè, chốt đơn đi để biết nè. Có người kêu đeo đẹp, có người kêu không đeo đẹp. Đeo mắt kính đẹp hơn rồi, đeo mắt kính đẹp hơn rồi. Em xem clip chị mê mệt luôn, em mê clip của chị. Đẹp quá Thúy Nga ơi, Cẩm Nhung, cảm ơn Cẩm Nhung rất là nhiều. Thúy Nga sao cũng đẹp, Cẩm Loan, thank you Cẩm Loan. Ta ta ta
ta ra ta. Thôi vô đề đi chị. Thì nói chung là vô đề thì cũng là không đeo rồi tháo nữa. Mệt thiệt á. Cứ không đeo. Không đeo. Thôi mọi người ơi, trước khi nghiêng cái gì nhìn lạ lắm, đeo cho lạ, lại đeo cho lạ đó, cứ đeo ra đeo vô làm tới luôn, tới sáng luôn nha, cho vừa lòng hả? Dạ bà con cô bác đẹp, không đeo kính rồi nó nói không đeo kính luôn, quý vị ơi làm hoài luôn, bà con ơi làm ơn chốt đeo hay không đeo nè. Thúy Nga xinh đẹp, đã xinh còn giỏi. Nga ơi, vợ chồng Bi có gọi Nga không? Có, vợ chồng Bi sắp vô Sài Gòn rồi. Liên Kim vui. Rồi giờ sao, đeo không đeo? Thúy Nga đeo cũng đẹp đó, rồi đeo nữa, cứ làm hoài cho tới Tết luôn cho tôi. Rảnh mà nửa đêm em ở không, đừng đeo nữa má ơi, rồi tháo ra nữa. Thôi nha, tôi không có rảnh nha. Nửa đêm tôi bán hàng, không phải tôi lên đây để tôi giỡn với mấy người, tôi đeo kính rồi không đeo kính làm miết luôn vậy đó. Có duyên gặp nha Nga, dạ, Thảo Trần. Đây cả nhà ơi, nửa đêm em lại chưng yến để ăn mọi người. Chưng yến ta ta ra ra đeo rồi nó. Rồi con nhỏ Maria Quảng nó đeo nữa quý vị. Rồi nó, con nhỏ Mina nó không có đeo. Ủa rồi đeo hay không đeo? Trời ơi, đeo hay không đeo nè. Em không có rảnh đâu nha. Em còn phải ăn nữa nha quý vị. Không phải lên đây để mà đeo hay không đeo nha. May đó, may là đeo kính không á. Em đeo kính vô giống sinh viên đúng rồi quý vị. Lâu lâu mình phải giả nai đeo rồi. Cảm ơn đeo. Không đeo nữa là tháo nữa. May là cũng đeo kính á. Không đeo rồi con Liên Kim nó nói không đeo. May là đeo kính nha. Trời ơi bận đồ. Hỏi bận này đẹp hay không bận đẹp. Trời ơi bắt cỡ ra cỡ vô thấy mẹ tôi luôn. Không đeo đẹp chị ơi. Thúy Nga đeo kính nhìn sang lắm rồi. Ok đeo luôn. Không đeo đẹp hơn rồi. Phan Gia bà. Tôi không có rảnh quý vị ơi. Thôi tôi không có đeo con mẹ gì nữa đi. Cho nó xong đi. Cho em ăn đi quý vị, em ăn đi. Rồi xin quái quá cho chị Nga ơi. Đúng rồi, bây giờ dạo này chị lồng lộn lắm. Nửa đêm là chị rảnh mà chị đâu có chuyện gì đâu. Đeo rất đẹp nha. Rồi Ngô Ngọc Điệp rồi, khe đó, chiều Ngọc Điệp luôn đeo. Tháo ra tháo vô cho tới sáng luôn cho tôi. Khỏi buông khỏi bán gì nha. Mọi người ơi, mời mọi người không đeo đẹp hơn chị ơi. Liên Kim mà mày rảnh quá Liên Kim. Trời ơi, cứ làm chị khổ ghê vậy đó. Thì đây mọi người, bây giờ là Nga đang chưng đeo vô cho thấy chị nó dễ thương rồi. Ok Quỳnh Trang chị đeo luôn. Nói chung là chị rảnh mà, chị rảnh lắm mấy em ơi. Mấy em đừng có lên quẩn, chị Nga xinh đẹp, cảm ơn. Mọi người ơi, mời mọi người ăn yến nha. Đeo kính có chồng không em? Dạ có chứ, trời ơi. Nói về trai tráng là bu rần rần luôn nha. Đây là yến nha mọi người. Hôm nay Nga vừa chưng yến và yến. Nga ăn yến, mời cả nhà ăn yến cùng Thúy Nga. Ăn đi cả nhà ơi. Cả nhà há miệng đem đút cho yến nè. Măm, đeo che mắt lại không thấy mặt. Mua kính hiệu về Việt Nam bán ơi, bán chị Nga ơi. Thôi Việt Nam giờ người ta mua kính giả dữ lắm, không cần kính xịn đâu. Ở đây có kính xịn thì có chứ mà. Mua về công ta tưởng mình bán kính giả nữa. Ngon quá mọi người, mời chị đẹp xuất sắc. Cảm ơn cả nhà. Ôi, yến ngon quá mọi người ơi. Ăn đi, cảm ơn em nhiều. Cả nhà, cái sản phẩm mọc tóc này nè, kích mọc tóc này nè, vừa cái sản phẩm này là của Nga độc quyền nha quý vị, của công ty Nga, của business Thúy Nga Channel ra cái sản phẩm này nên yến ngon quá à. Cảm ơn, lát nữa Nga sẽ hướng dẫn một lần nữa để cho mọi người biết cách sử dụng để làm sao cho cái chỗ Nga xài cái này giờ Nga ghiền quá mọi người ơi. Trời ơi nó ghiền lắm mọi người, mỗi lần mình xức cái này lên, cái serum này lên nó xong cái tóc mình nó đẹp, cảm giác giống như là mình xài giống như là ngày xưa mà má nấu bồ kết cho mình gội đầu, hoặc là mình có chanh bưởi đồ vô mọi người, chỗ tóc nó đẹp mà nó lung linh cùng mẹ cùng cha luôn vậy đó. Thích lắm mọi người, mà Thúy Nga lại bán giá rẻ nữa chứ. Trời ơi các cô các chú hưởng ứng ầm ầm luôn. Đây ngon quá bà con ơi. Yến vẫn mua một tổ yến hoặc một chân yến là được tặng một yến đường vàng nha. Em vẫn duy trì từ đây. Hôm nay là ngày mấy rồi? 23. Tới cuối tháng này là hết nha quý vị. Tại vì là vừa Tết vừa rồi em không có chốt đơn được. Trời ơi, hồi Tết đó mọi người cái nết em xấu lắm. Khách hàng đông quá. Đôi lúc em cũng quậu gọi với khách hàng. Nên hôm nay giá rẻ bao nhiêu gửi về ship Việt Nam được không? Có. Ship về Việt Nam. Hồi Tết đó khách hàng đông á. Đôi lúc em cũng quậu gọi với khách hàng dữ lắm. Có nhiều người có hỏi nhiều nó thôi. Chị ơi em bận quá để em bán. Em bán nhắn tin đi. Chứ bây giờ cứ gọi điện thoại hoài em bực mình quá.
Thế là em có lỗi quý vị, em cảm thấy em ăn năn hối lỗi, em sám hối. Ra Tết em vẫn khuyến mãi để cho em sám hối cái những cái lời nói của em với khách hàng. Buôn bán mà đông khách mà đôi lúc nó cũng làm cho mình cọc đó quý vị. Ta hỏi nhiều quá đó, hỏi nhiều mà không biết có mua hay không, đôi lúc mình quậu luôn đó quý vị. Nên mua hàng của Thúy Nga mà người có nhắn tin là Thúy Nga nhẹ nhàng dễ thương lắm. Điện thoại mà hỏi nhiều quá, 3-4 cuộc gọi vô mà Nga rối não là tự nhiên Nga cắt phone. Nga không có biết nói làm sao luôn à. Trời, yến ngon mọi người. Chân yến nè bà con. Chân yến. Chân yến. Mời cả nhà ăn yến cùng Thúy Nga. Cả nhà ơi hãy vô ăn yến. Nay da mặt em đẹp lắm, em xài mỹ phẩm Đài Loan, em nên tự tin đi miêu đời. Em đưa mặt em cận vô, cận vô. Ôi, trời, nó đổ cái điện thoại luôn. Đẹp gái mà bực mình gì trời, dễ thương quá. Đúng rồi, đôi lúc cũng quậu chứ cưng. Nè, em đẹp lắm. Da mặt em giờ này em xài mỹ phẩm Đài Loan, em đẹp, em tự tin. Em yêu đời, nên em zoom cái bản mặt của em vô luôn. Em zoom vô luôn, cho mọi người thấy cái vẻ đẹp, ngây thơ, thánh thiện của em. Trời ơi, cái mặt em vậy đó quý vị. Trời ơi, em mới bị má Kim Ngân cuối năm nhắn tin chửi em xối xả quý vị. Để bữa nào em rảnh em lục lại cái tin nhắn em đọc cho quý vị coi. Tại em nói là má Kim Ngân nói là cô ơi cho con xin cái tin nhắn của cô chửi con á. Để con đưa lên live stream nha. Cái cổ dặn là con cứ đọc đúng y chang những lời cô chửi nha. Ăn yến cho da đẹp lắm đúng không? Bữa giờ quên. Tết luôn bô cũng quên. Để bữa nào rảnh em lên đọc cho quý vị nghe. Thúy Nga dễ thương quá. Đó mọi người, thấy không? Từ ngày ăn yến giờ nè, Xài mỹ phẩm Đài Loan. Bây giờ hả? Nói chuyện là live stream là đưa luôn cái bản mặt già nua của tôi vô cho mọi người coi luôn. Nhận giờ tôi càng ngày càng khùng quá vậy. Ơi mời cả nhà ăn yến. Sao vậy chị? Đầu mà chửi. Thì đó. Bị ăn gạch chứ sao? Biết ai, có người xúi dục bả sao á. Tự nhiên ở không, tự nhiên bả chọt tôi à. Bả rảnh lắm. Mà tôi cũng vui vẻ. Đổ qua. Người già mà. Họ muốn nói gì nói kệ họ đi. Dạo này Thúy Nga xinh gái dễ thương quá. Cảm ơn Lan Đinh. Cảm ơn Lan Đinh. Nè, nhìn cận mặt tôi đi, tôi có dễ thương hay không? Đó, mọi người hãy nhìn đi. Giờ xài mỹ phẩm Đài Loan đó quý vị, Thúy Nga càng ngày càng đẹp đó. Bởi vì giờ phải đưa cái mặt của tôi đó. Má Kim Ngân nói tôi là mặt vô hậu, nên tôi phải đưa cái mặt vô hậu vô cho mọi người coi đó. Trời ơi. 12 giờ đêm chị còn sung sức. Cái giấc này chị mới sung sức em. Còn chiều chị xìu ở nển lắm. Giấc này giống như ai dựa tôi vậy đó quý vị. Là giấc này em phải lên live stream. Dân Việt Nam vô coi ủng hộ. Trời ơi, em mà về Việt Nam em bán hàng mọi người có ủng hộ em không trời. Nga giờ giả dụ Nga về Việt Nam Nga ở rồi Nga bán hàng mọi người có ủng hộ Nga không? Để Nga biết Nga tính đường Nga về Việt Nam Nga live stream Nga bán hàng. Việt Nam giờ live stream bán hàng nhiều quá em về em cạnh tranh không nổi đâu quý vị. Nga live stream Nga đâu biết chốt đơn đâu. Ở Mỹ đó live stream lên nói khùng nó điên vậy rồi xuống người ta mua thôi. Chứ còn post lên YouTube người ta mua chứ đâu biết chốt đơn đâu. Không biết chốt đơn là gì luôn á. Đúng như thích nói gì nói. Ai mua gì mua cũng mua thôi vậy đó. Vậy mai mốt em về Việt Nam em bán hàng nha. Có luôn Đạt Quỳnh. Nhớ nha. Nhớ nha mọi người nhớ nha. Phải ủng hộ Thúy Nga nha. Ôi yến ngon quá mọi người. Ủng hộ chị. Ủng hộ chị. Bữa nào nha nhắc Nga nha. Để Nga sẽ kể chuyện mẹ Kim Ngân cho mọi người nghe. Bởi vì mình thì rất thương Kim Ngân, trong đầu muốn giúp Kim Ngân mà cái gia đình Kim Ngân nó lạ lùng lắm mọi người, nó lạ lắm. Về Nga ủng hộ chị Nga nhiệt tình. Nga ăn mà thèm quá, đúng rồi, ăn yến ngon mọi người, thiệt sự á, từ ngày Nga ăn yến á, da mặt Nga đẹp nha. Nó săn, mà mọi người biết sao không, cái da mà nó trắng mởn ra nữa. Rồi thêm cái là xài mỹ phẩm Đài Loan nữa.
rồi uống mấy cái sản phẩm. Trời ơi, nó nằm trong điện thoại nào á. Thỏ nai nha, sao nhớ nha, khỏe không? Khỏe chứ, chị khỏe là nhìn chị đi là biết chị sung sức, chị khỏe cỡ nào rồi. Chị xinh quá chị ơi, cảm ơn mọi người. Thì đây, cả nhà ơi, em ăn xong em năng lượng quá. Em năng lượng quá. Năng lượng quá, giờ sao đây, giới thiệu Yến với mọi người. Nga năm nay không về Việt Nam ăn Tết. Đúng rồi, Nga lâu quá, Nga đâu có về đâu mọi người. Lo buôn bán quá à. Rồi, trước tiên mà em nói với Yến, em còn có hai thùng xoài này nè, xoài Thái. Mọi người giải cứu giùm em, giải cứu doanh nghiệp đang bị thất bại đầu năm. Hai thùng xoài bình thường á, bữa hôm là em bán 85, hôm nay còn có hai thùng thôi mà không hiểu tại sao không ai chịu mua cả. Thôi em bán 60, em bán lỗ vốn luôn quý vị. Hồi chiều nhỏ bạn em á, nó lấy một thùng, nó làm xoài lắc cho ngang. Trời ơi, nó ngon khủng khiếp mọi người. Cắt cục ra xong mà lắc cho tôi ăn. Trời ơi, tôi mê quá trời. Vú sữa thì hiện tại là chỉ có 7-8 thùng thôi, nên không có buồn quảng cáo gì, không có hàng. Thứ hai, vú sữa về thì mọi người cứ order đi, thì thứ hai có hàng sẽ ship. Còn tuần này chắc chỉ để phục vụ cho những khách hàng ở tại chỗ, tại có 7-8 thùng gì đó thôi. Trời ơi, giải cứu thùng xoài cho tôi đi. Giải cứu thùng xoài cho tôi đi. Tại vì tôi mua về cho gia đình tôi ăn sẵn. Tôi mua về có mấy thùng mà không ai mua hết vậy. Trời ơi, thùng xoài. Đi show diễn không nghe? Có chứ, nghe vẫn đi show cho mọi người. Nhưng mà nghe kể chuyện luôn, nghe tức, muốn tức, nghe muốn nghe liền. Thôi, từ từ đi. Ta chửi tôi hồi đặng tháng 11 rồi mà tôi đã cất giấu. Qua tháng 3 rảnh tôi kể cho. Tánh tôi vậy đó. Đó, tôi chụp hình mùa xuân là mùa hè tôi mới bớt mà. Tới mùa hè, hình mùa hè là qua mùa đông tôi mới bớt. Chuyện người ta làm gì tôi là tôi phải qua năm sau tôi mới kể. Thì đây, em kể mọi người nghe được cái đó là một tổ yến của em. Bữa trước á, em nói má ơi, má ngâm giùm con đi. Má em lấy 4 tay ngâm luôn quý vị. Trời ơi, một lần em chân có 2 tay à. Mà má em ngâm mà ngâm quá trời. Thì nghe nói mọi người, cái yến tổ này nè rất là ngon mọi người. Mình ăn xong á thì da mặt mình đẹp, nó trẻ hóa lại. Và những người mà người ta ăn yến lâu năm, người ta hiểu cái cảm giác ăn yến. Nhưng mà gì, ăn yến thì nó trẻ hóa phổi cho những người bị bệnh phổi nè, và cho những người nó khỏe phổi, và cho những người mà mới bệnh dậy nè, suy yếu cơ thể nè, ăn yến một thời gian thôi rất ngắn thì mình sẽ đẹp ra nha quý vị, khỏe ra. Rất là nhiều người ăn yến cả chục năm quý vị, nên họ hiểu cảm giác ăn yến. Em thì thực sự ra ngày xưa có bầu nguyệt cát á, là Nga chỉ ăn trong cái dòng thời gian bầu nguyệt cát thôi, đẻ con cát ra. Nga nói mọi người nghe, nghe nó mà tức dễ sợ. Thế Nga thằng làm ơn mắc oán, thôi đừng bỏ qua đi rồi từ từ đi, mai mốt tôi kể lại từ đầu. À, con nguyệt cát á, cái thời mà em có bầu á quý vị, em kể mọi người nghe, em ăn cái yến này nè, trời ơi, đẻ bà cát ra cái da bà đẹp kinh khủng. Mà nói thiệt luôn nha, mình không có dám vỡ bà, từ cái lúc nhỏ tới lúc lớn giờ bà không biết bệnh là gì quý vị. Vô trường bạn bè cảm cúm covid tùm lum, bà ngồi cạnh bạn bà không bị gì hết. Hay thiệt là hay luôn, biết là do cái cơ địa nhà em nó khỏe mạnh hay sao. Thì đây mọi người, yến tổ Việt Nam nha, 5A vẫn là khuyến mãi, mua 100g được một yến đường phèn 36 đồng nha quý vị. Đó mọi người nhìn đi, yến cao cấp Việt Nam. Yến là cái tổ nó phải mỏng mỏng nhuyễn nhuyễn vậy nè, nó mới đúng là tổ yến. Còn cái nằm mà tổ nó to chà bá là thổi ra là yến bị pha rất là nhiều nha bà con. Bữa giờ em có yến chưng mà em quên quảng cáo, thì đây sẵn đây em quảng cáo luôn. Yến chưng em có ít hộp quá nên em cứ quên quảng cáo hoài bà con. Thì đây yến chưng nha mọi người. Chưng yến là nó dụng dụng vậy nè, là tại vì trong cái thành tai yến thì nó có cái chưng yến nó bám sát cái thành á. Thì cái này á, là 10 ký tổ yến mới được 1 ký chân yến này thôi. Nên hàng này nó rất là hiếm, mà ăn nó ngon hơn là tổ yến quý vị. Mà giá thì vẫn rẻ, không dám bán giá cao. Tại vì mọi người chưa có cảm nhận được là cái chân yến ăn ngon hơn tổ yến. 100g này cũng chỉ 280 thôi, và tặng một cái đường phèn tiếp nha quý vị. Và nếu mọi người mua một chân yến, một tổ yến thì tặng 2 cái đường phèn, mà được tặng một cái bao lì xì rồng vàng. Năm nay em tuổi con rồng nên tặng con rồng vàng Đài Loan, dữ lắm mọi người. Rồng vàng 24 thiệt nha bà con, 25 đồng cái mọi người mà mua đi. Em bán 5 cái em bán 100 thôi. Trời ơi, nó đẹp lắm quý vị. Em tặng ai người ta cũng mê hết trơn á. Mà nó rồng hai mặt nha, khắc hai mặt nha.
mà đã gì á, nó nổi lên nha, mà vàng 24 nha, vàng giờ mắc lắm bà con, nên bởi vì cái này là vàng Đài Loan rất là đẹp ha. Phải mua hai hộp tổ yến thì mới được 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 tặng nha quý vị. Một hộp tổ yến, một chân yến. Thì cái này là mọi người phải ngâm 8 tiếng. Tổ yến mình ngâm 2 tiếng thôi. Nhưng 2 3 tiếng thôi, nhưng mà chân yến là mọi người phải ngâm từ 8 tiếng thì nó mới mềm, thì mình mới trộn chung với cái tay tổ yến rồi mình chưng lên với đường phèn, một chút đường phèn, một chút táo tàu, nghe thích táo tàu thôi. Rồi mình chưng, mình bỏ trong cái hũ sành sứ này nè, đi vô mấy cái chợ Việt Nam bán có 8 9 10 đồng cái thôi. Thì mọi người chưng cách thủy một tiếng đồng hồ thì lấy ra ăn. Đó, nhờ cái nết mà đêm nào em cũng ăn mà bây giờ em đẹp như vậy đó bà con. Em đẹp lên một cách đột ngột, đột xuất. Em đẹp như một thiên thần trong bóng đêm là nhờ ăn yến nha bà con. Ăn yến nó đẹp. Rồi quảng cáo quá, quên mẹ nó đưa số điện thoại nó rồi. Có cái nết bán hàng mà không bao giờ thích bỏ số điện thoại, giống như để cho người ta truy tìm, truy cứu mình vậy đó quý vị. Không biết làm sao người ta tìm đó. Bây giờ mọi người sáng nhắn tin liền cho anh siêu nhân nha, 7146538028. Chị Thúy Nga khỏe không? Chị Thúy Nga khỏe chứ, chị đang khỏe mà em. Nửa đêm chị rần rần. Hoặc là mọi người có thể đăng ký nhắn tin cho Thúy Nga 279 279 8989. Hoặc là nếu mọi người mà muốn mua yến gửi về Việt Nam thì cũng được, chở củi về rừng thì là vẫn có thể liên lạc được cho Thảo Sương 0764888812. Thật sự Nga chọc chơi thôi, chứ này là cái số này là để cho mọi người order mấy cái sản phẩm về tóc hoặc là về thuốc, mọi người ship về Việt Nam cho mọi người nè. Không, cái này một trời, cái này một vực ra, cũng đẹp như nhau đúng không quý vị? Con nhỏ trên hình nhưng nhỏ ngoài đời đẹp y chang nhau đúng không? Cũng một nét thôi mà, không, cũng một nét đẹp vậy thôi đó quý vị. Rồi bây giờ em để cái số điện thoại lên cho mọi người. Thì mọi người mua một tổ yến và một chân yến thì được tặng một yến, được tặng hai yến đường phèn. Hai yến đường phèn là hai cái hộp này nè mấy anh chị, hai hộp này 6 hũ nè. Một hộp như vậy nè là 36 đồng, mua 5 hộp được tặng một hộp quý vị nha. Đây nè, đó là tặng gì luôn á, đầu năm còn Tết vẫn còn tặng nha quý vị, tặng cho hết tháng này luôn. Gần hết bao lì xì rồi, thông báo một tin buồn là gần hết bao lì xì rồi. Mọi người sáng mọi người mua bưởi nha, tại vì Nga biết bưởi là để cúng thì Nga vẫn muốn tặng bao lì xì. Mọi người mua bưởi diễn 65 đồng, một thùng 6 trái cũng được tặng bao lì xì. Em rất thích chị Thúy Nga có tấm lòng nhân hậu. Trời ơi, chị đôi lúc chị nhân hậu mà đôi lúc chị cũng cọc cằn lắm em ơi. Rồi, mua một thùng bưởi da xanh 90 đồng, cũng được tặng một bao lì xì 25 đồng nữa quý vị. Tại vì Nga biết bưởi là cúng á, đặt lên bàn thờ thì giống như Nga tặng cái này lấy hên đầu năm cho mọi người. Và thông báo tin buồn, sắp hết bao lì xì rồi nha bà con. Nên tranh thủ mình chọn đi, bên đó 4 giờ không có, bên này mới 1 giờ sáng thôi quý vị. 1 giờ sáng là giờ của Thúy Nga đó. Thì bưởi da xanh, bưởi diễn Hà Nội là hết hàng nha quý vị. Có nghĩa là Nga còn mười mấy thùng nữa thôi là chính thức hết bưởi diễn quý vị. Bưởi diễn Hà Nội đó là chỉ có mùa Tết thôi, hết Tết là hết bưởi. Nên là cái bưởi đấy bây giờ là nó chỉ còn có một ít thôi, thì mọi người mua đi. Trời ơi, tự nhiên mua thùng bưởi được bao lì xì. Mua bưởi diễn á quý vị, mua thùng bưởi được bao lì xì. Tại vì Nga lì xì đây là Nga lỗ đó quý vị. Tại vì Nga muốn là giống như đầu năm á, những khách hàng của Nga là có quà có quà có quà, không có còn lời với quý vị. Đầu năm là Nga muốn mọi người phải có quà có quà có quà vậy đó. Giống như là Tết mình không có lì xì được thì giờ mình ra Tết mình lì xì đó. Đây nha mọi người. Còn cái này là yến này là yến sâm. Yến sâm quý vị, yến sâm là cũng mua 5 tặng 1 và là 42 đồng một hộp. Mọi người chúc em gái con rồng hạnh phúc cát tường. Cảm ơn chị, năm nay năm là 5 tuổi đó cũng lo lắm. Yến sâm này mọi người uống rất là ngon mọi người. Sâm là sâm Hàn Quốc 6 tuổi đó quý vị. Mua cái chỉ mọi người nha. Mọi người mua cái này được 5 tặng 1 đúng không? Thì mọi người lấy 3 hộp đông trùng hạ thảo, 3 hộp này đi, 3 hộp sâm đi, mọi người uống thử hai cái coi là nó khác biệt nhau nào, cái nào cũng ngon hết trơn mọi người. Cái yến đông trùng hạ thảo đây. Yến đông trùng hạ thảo đâu rồi? Trời ơi, nó nằm bên này nè bà con. Yến đông trùng hạ thảo thì mọi người biết nó vẫn ngon. Thì Nga chỉ mọi người mua 3 đông trùng, mua 3 sâm. Là cái giống như là mình mua 5 tặng 1, cái giống như mình lấy 6 hộp mình tính tiền có 5 hộp cái gì là được tặng 1. Đây, bây giờ em sẽ uống thử một hộp yến sâm.
để lấy năng lượng nói chuyện tiếp cho bà con. Rồi bây giờ em đeo kiến hay em tháo kiến mọi người? Mọi người thích em đeo kiến hay tháo kiến? Em tháo kiến đi, chứ giờ thuê make up quá trời tiền, bán đắt hàng nha Nga yêu. Mà bây giờ mình đeo kiến mình đâu có thấy được cái make up xinh lung linh của mình đâu, đúng không? Mọi người thấy không? Từ ngày xài mỹ phẩm Hàn Quốc xong giờ, mỹ phẩm Đài Loan xong giờ tự tin lắm. Nói chuyện là Nga tuổi thìn là 49. Đừng có nói cái chữ 49, 19 thôi. Nói cái chữ 49 đổi là tự nhiên cái tôi bị sao già. Sao tháo kiến ra luôn. Tại vì tháo kiến đi để cho người ta biết là mình đầu tư make up tốn tiền lắm, mà mình đeo kiến mình che đi cái nét đẹp lộng lẫy như cái bẫy của mình sao quý vị. Đây cho Nga ăn yến nha. Nga đẹp quá. Nga cảm ơn. Chưa có làm gì đó, chưa đi căng chỉ, chưa làm gì trên mặt hết trơn á quý vị. Chỉ có make up lên thôi à. Mai mốt về Việt Nam gặp Lê Giang. Nói Lê Giang đi dắt đi sửa cái mặt một chút, cho cái mặt nó căng lên tí nè. Đúng không? Giờ phải làm chỉnh căng mặt lên quý vị. Mà em thấy cái mặt em nó căng sẵn, không biết căng cái khúc nào luôn. Làm cho mất cái nọng đi nè. Thôi nói cho cái nọng nó có hậu, không có làm đâu. Thôi nói chơi thôi. Sợ làm lắm. Tháng mấy về vậy cô? Sắp về rồi. Mọi người mua yến á. Nhưng mà chị Nga đẹp quá. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Khen hay là sao? Tự nhiên cái nhưng mà chị Nga đẹp quá làm sao? Nga cảm ơn nha. Mọi người, yến sâm rất là ngon mọi người. Yến sâm không thể nói chứ. Nói thiệt nha, có nhiều ngày Nga làm việc á, Nga chưa kịp ăn á. Nga sợ Nga bị kiệt sức á. Nga ra Nga làm hai hũ nước yến mọi người. Trời ơi, nó khỏe cho tới chiều tối luôn, khỏi còn ăn uống gì luôn, mọi người cũng khỏe nữa. Yến nó hay vậy đó. Nó giống như thần dược với mọi người. Thì đây, bây giờ trở lại với vấn đề yến xong rồi ha. Thì mọi người ráng tranh thủ mua những cái yến tổ, yến chân đi. Tại vì khoảng cuối tháng này là hết tặng rồi. Đúng rồi, về là phải họp fan. Kỳ nào họp fan, họp idol, quay chương trình idol rồi ha. Đó, mình đi làm từ thiện lại bớt lại để làm chương trình. Tức là quá đẹp đó. Ok, cảm ơn Tiếp Phương. Thì đây mọi người, cái sản phẩm tóc này của Nga vừa ra mọi người là độc quyền, là hàng của Thúy Nga Channel luôn, có logo của Thúy Nga luôn nha mọi người. Kích mọc tóc, đây là hình chân dung của bà Nga đây mọi người đó. Thúy Nga dễ thương lắm. Mọi người biết cái sản phẩm này á là Nga nghiên cứu dữ lắm. Nga thử biết bao nhiêu trận rồi, phải thêm cái gì để cho cái tóc khi mà gội xong mọi người. Mình gội xong ha, mình bôi lên đầu, mình massage khoảng từ 5 tới 10 phút mọi người. Mọi người sẽ cảm nhận được, chỉ trong một tuần thôi mọi người sẽ cảm nhận cái chân tóc mọi người mập ra, khỏe ra, cứng ra, gội đầu tóc không rụng. Hôm nay Nga mới vừa gội đầu Thảo Trần có họp fan. Mà mọi người tưởng tượng không, rụng đúng một sợi. Có một sợi rụng thôi đó quý vị, thích không? Trời ơi, em xài sản phẩm này rất là tự tin mọi người. Mà nó làm cho tóc mình dày lên nha, mọc lên nha. Nó là tinh chất của bưởi quý vị, vỏ bưởi đó mọi người. Ngày xưa Nga nhớ nha, mỗi lần mà mẹ Nga đó, ngày xưa cái thời mà nghèo á, thì không có dầu gội đầu xịn đâu, là gội xà bông cục, cái đầu nó thối quắc à. Nên là hả Nga rất là thích mẹ nấu bồ kết, nó nướng bồ kết lên, xong rồi bỏ vỏ bưởi vô, rồi bỏ chút xả vô, bỏ chút chanh vô, đó, rồi gội đầu. Trời ơi, mọi người gội xong cái tóc mình nó mềm, mà nó đẹp, mà nó cứng, mà nó khỏe, mà nó bóng. Thì bây giờ ở tại Mỹ mọi người, cái sản phẩm này nó đáp ứng y chang là mình gội cái đồ mà natural, giống như là hương liệu, giống như là cây cỏ hoa lá của Việt Nam mọi người. Nó cực tốt mà gội lên cái tóc á, lúc mình gội lên xong mình đổ cái này lên trên chân tóc á, mình massage hết cái đầu á. Mọi người cảm giác không? Cái đầu mình nó bồng bềnh mà nó bóng, mà cái sợi tóc nó khỏe mà nó mập, và tóc nó mọc ra nha quý vị. Có những cái tóc nào mà nó rụng là nó sẽ phục hồi, nó mọc lên hết. Và nó còn ngừa tóc bạc mọi người. Tóc bạc giảm bạc lại. Và cái những cái tóc của mình mà nó yếu, mình sấy nhiều, nó bị chẻ ngọn, nó cũng phục hồi lại luôn mọi người. Nó hay vậy luôn á.
mà chỉ là sản phẩm Việt Nam cao cấp nha. Là cái này của Nga độc quyền nha mọi người, là của Nga làm. Nên là mọi người yên tâm khi mà nghe ra sản phẩm. Hello chị Thúy Nga xinh đẹp, chúc chị Nga mới cái gì đó 15 an khang gì vạn sự như ý gì đó. Thì đây, Nga sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Bây giờ Nga vừa ra sản phẩm này nên Nga bán phải rẻ. Rẻ để làm gì? Để cho mọi người xài, cho mọi người hợp cái túi tiền của mình mà lại tốt mọi người. Nga thấy ở ngoài thị trường bây giờ trên mạng, trời ơi, bán gì sản phẩm mà mọc tóc, một cái combo của nó cả ngàn đô, cái gì vậy mấy ông mấy bà, mắc quá. Em chỉ làm xương xương vài chục đô thôi, một hộ này là 38 đô. Nhưng nếu mà mọi người á mua ba cái này và ba cái chai gummy này là để cho ăn nó khỏe tóc và nó tốt tóc hơn nữa, móng tay móng chân, sản phẩm này từ Mỹ nha quý vị, thì á chỉ là 200 thôi, rồi ship 20 đồng nha mọi người. Có nghĩa là một cái combo như vậy 220 thôi. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, xài chưa đầy một tháng mọi người sẽ thấy cái hiệu quả tóc của mình cực kỳ tốt. Tại vì Nga đã xài cái sản phẩm này 2 tháng nay rồi, Nga cảm giác, Nga cảm nhận được sao là Nga tả lại cho mọi người nghe. Thì bây giờ em sẽ thuật lại cái chuyện mà gội đầu sao, trời em khổ quý vị. Em bây giờ giống như là mà giống như nhà mà tư vấn tâm lý cho thế hệ người lớn với lại người trẻ vậy quý vị. Có nghĩa là tóc mình rụng quá, yếu quá thì mình, người ta nói là phải trong uống ngoài thoa quý vị. Có nghĩa là mình xài sản phẩm này thì nó tốt, nhưng mà nó giống như là cái cây mà tưới nước mà mình không có phân á, thì là nó sẽ, cái cây nó vẫn yếu. Thì có nghĩa là mình vẫn kèm ăn gummy này, mà cái gummy này là của cái gummy cho những cái người mà trước khi có bầu họ ăn quý vị, và có bầu họ ăn để cho bổ dưỡng cái thai nhi á. Nhưng mà mọi người không biết một điều, đây là cái loại bổ dưỡng mà tốt nhất trên cái Nga thấy chưa có cái bổ dưỡng nào mà tốt bằng cái gummy mà bổ dưỡng cho thai nhi. Ngày xưa đó, Nga sanh xong nguyệt cát đó, Nga rụng tóc nha, da Nga xấu nha. Ông bác sĩ ông bắt Nga ăn lại cái viên gummy đó trong vòng 6 tháng rồi mọi người, là da Nga đẹp lại, tóc tai Nga mọc bình thường luôn. Nên là Nga lấy cái câu chuyện đó, cái ngày xưa là Nga làm sao, bây giờ là Nga hướng dẫn lại cho mọi người y chang như vậy, để mà mọi người sẽ làm y chang nha. Thì những người nào vừa xanh vậy mà tóc rụng cứ làm y chang như tôi sẽ khỏe nha. Thì giờ em chỉ, nếu mà mọi người mà trường hợp ở Mỹ, mọi người biết rồi đó, tóc nó sẽ rất là dễ bị bạc. Hai là mình nhuộm nhiều quá thì tóc mình nó mỏng tóc. Thứ ba là cái nước ở đây nó quá nhiều hóa chất đi mọi người, thì gội cái sợi tóc mình nó mỏng tanh là mà nó yếu lắm. Thì em mới chỉ cho mọi người là gì, thì mọi người á, gội đầu á, nếu mà tóc rụng quá mọi người có thể mua cái Baby Johnson á, ở trong Walmart hoặc Target, một chai mấy đồng thôi, mọi người gội bằng cái đó. Và khi mọi người gội xong á, nếu mà có dùng conditioner thì là chỉ dùng vuốt ở dưới cái đuôi tóc thôi, đừng có để lên chân tóc. Và mình xả đầu cho mình thiệt là sạch, mỗi ngày có thể gội hoặc là hai ngày mình gội, nhưng mà at least thì mình xiên gội đầu nhiều thì tóc mình nó sẽ bớt rụng hơn nha. Đừng nghĩ gội nhiều mà tóc không có rụng. Và khi mình bước ra khỏi cái nhà tắm á, tiếng tâm cơ bán hàng đúng không cô? Không hiểu lời con nói, tiếng tâm cơ làm gì bán hàng cô không hiểu. Thì mọi người khi mà xả hết cái người xong, mọi người nhớ xả nước thiệt lạnh trên cái đầu của mình để làm gì? Cho những cái lỗ chân lông của tóc nó co lại mọi người. Và xả trên cái mặt của mình, và thậm chí phụ nữ muốn da mình đẹp, từ cái cổ này nó không nhăn, như cái ngực của mình nó vẫn săn chắc, xả nước lạnh hoàn toàn cho Nga. Từ mặt tóc cho tới cổ ngực đồ luôn. Thì cái nước lạnh nó làm cho cái cơ thể mình nó săn chắc lại. Còn nếu ai mà chịu lạnh thật sự, cho toàn thân nước lạnh toàn thân rồi bước ra, đảm bảo cơ thể người nào cũng săn chắc khỏe mạnh quý vị. Mọi người cứ đi tắm Hàn Quốc biết, họ tắm hồ nóng xong họ nhảy vô hồ lạnh, nóng lạnh nóng lạnh đó. Vô cái hồ lạnh là cái cơ thể mình mới tốt quý vị. Chúc chị Thúy Nga luôn luôn hạnh phúc tràn đầy năng lượng, bán được nhiều đơn hàng. Cảm ơn mọi người. Sau khi mọi người bước ra, mọi người á gội đầu xong rồi ha, mọi người hạn chế đừng sấy tóc nước bằng nóng nhiều, sấy lạnh thôi hoặc để cho tóc khô tự nhiên. Còn khi mình vừa ra lau đầu khô, mọi người xịt cái này lên chân tóc liền cho Nga, và dùng những ngón tay của mình luồn vô trong những chân tóc, massage cho Nga từ 5 tới 10 phút nha, 5 tới 10 phút. Sau đó là mọi người để khô tự nhiên, tóc của mình nó sẽ thẩm thấu vô những cái tinh dầu bưởi trong này, và vừa tinh dầu bưởi quý vị,
vừa có xả, hương vị xả, vừa có chanh, vừa lá những cái lá cây để cho kích thích cái mọc tóc của mình lên. Mà nó có nhiều cái rất là bí hiểm mà em không thể nào nói ra, nhưng mà em biết là mọi người xài là da sẽ thích, tại vì nó rất là tốt cho tóc. Và những cái sợi tóc của mình á, khi mọi người gội đầu xong, mọi người xịt cái này đi, mọi người sẽ cảm giác cái sợi tóc mình nó đã lắm, nó rất là đẹp. Nó giống như là mình được gội đầu bằng những cái hương liệu mà thiên nhiên á quý vị. Mà đặc biệt nha, cái sợi tóc mình nó cực khỏe và nó càng ngày nó càng mập lên quý vị. Bây giờ Nga gội đầu, Nga rất là tự tin, tóc Nga không có bị rụng. Và mọi người nên nhớ nha, khi mà mình xài này á thì nó đẹp, nhưng mà mọi người muốn cho cái sợi tóc mình nó mạnh, nó cứng hơn á, thì mình phải ăn cái viên gum mì này. Cái viên gum mì này một ngày ăn 3 viên quý vị, một hũ của nó là 60 đồng, bữa hôm là bán 48 đồng. Nhưng mà bây giờ Nga muốn cho mọi người thử, nên Nga phải discount hoàn toàn để cho mọi người biết là cái sản phẩm này cực tốt, một ngày ăn 3 viên thôi. Nhất là những người phụ nữ mà mới sanh xong nha, Nga khuyên phải xài cái này với ăn cái này. Cực tốt, ăn trong vòng 6 tháng mọi người, đảm bảo là da tóc không bao giờ bị gì, không bị nám. Mà tóc của mình sẽ mọc lên rất là nhiều và không có bị rụng nha quý vị. Tại trong này nè mọi người, biết không, có cái hàm lượng mà tuna oil là nhiều nhất nha, nó 133.6 microgram. Trong này nó có nhiều phần thành phần lắm, thành phần A nè, C nè, D nè, E nè, rồi nó có những cái chất để vitamin B nè, B6 nè, B12 nha quý vị, bicotin nè, zinc nữa để mà chống bệnh tật quý vị, rồi sodium hả, rồi cái gì nữa nè, nó nhiều thành phần quý vị, mà em đọc tiếng Anh nó tệ quá nên em không có đọc hết. Nhưng mà em biết mọi người ăn cái này sẽ rất là tốt cho mọi người, cực kỳ tốt luôn. Đâu rồi cái, tôi cầm xong tôi hỏi cái chai để tôi ăn đâu mà. Nga vẫn bình thường là Nga ăn một ngày 3 viên mọi người, có khi quên thì ăn ngày 2 viên, nhưng mà đa phần Nga ăn, thực sự ăn như vậy á. Mọi người biết không, ở trong những cái nơi á, có người ta bán, người ta nói là thuốc bổ, nhưng mà Nga thấy không có hàm lượng mẹ gì trơn á, bán mười mấy đồng chai mà không có một hàm lượng gì quý vị. Những cái mặt hàng này là Mỹ sản xuất, Mỹ ở đây làm, nhưng mà là hàng cao cấp quý vị. Nó mắc hơn một chút thôi mà cái hàm lượng nó rất là mạnh, tất cả những hàm lượng của nó mạnh lắm quý vị. Mà ăn đảm bảo ghiền, chua chua ngọt ngọt, chua chua ngọt ngọt quý vị, ăn giống như ăn kẹo đó. Mà tuyệt đối đừng ăn nhiều quá nha, không có nên ăn ngày 3 viên thôi, ăn nhiều nó dư chất quý vị. Đây thì Nga nói nha, cái sản phẩm này Nga mới vừa ra nên mọi người ủng hộ đi, Nga đang bán giá thực sự đặc biệt. Rồi, hà thủ ô ăn để cho nè. À, đây nè, Nga nói cái hàm lượng của cái này nha, một chai là 100ml nha mọi người. Cái thành phần của nó là mọi người biết không, khi mọi người xài, cái tác dụng của nó là kích thích mọc tóc, nuôi dưỡng phục hồi tóc, ngăn ngừa tóc gãy rụng, nuôi dưỡng sợi tóc ra làm cho nó to khỏe, làm giảm quá trình tóc bạc. Thực sự là Nga là có bị bạc tóc quý vị. Em không biết là do em ăn hà thủ ô hay em xài cái này, mà lâu nay á, là phải hơn một tháng Nga mới nhuộm đầu một lần. Bình thường á, là cứ 2 tuần Nga mới nhuộm, là phải nhuộm. Bây giờ là có khi 4 tuần Nga mới nhuộm quý vị, mà tóc là giảm bạc. Đây cái hà thủ ô này nè, của Midlin này nè, hà thủ ô đỏ Hachima cùng mật ong rừng này nè mọi người. Khi mà ăn cái viên này một ngày, mọi người ăn 5 viên á, thì là nó sẽ có chức năng đẹp da, chắc móng, chống bạc tóc, nhuận tràng, bổ gan thận, tăng cường chức năng tim mạch, an thần ngủ ngon, tăng cường sinh lý, thể lực, chống suy nhược, điều hòa kinh nguyệt, chống sơ vữa động mạch, tốt cho tim mạch. Một hũ như vậy 95 đồng, ăn rất lâu, ăn miệt mài, ăn không biết bao giờ hết, tại vì nó gần tới nửa ký rồi quý vị. Một ngày mọi người ăn 5 viên thôi, ăn nhiều quá luôn, lúc nó ghiền lắm. Cái này dễ ghiền ăn, mà ăn nhiều quá thì nó cũng sẽ, nếu mà người nghèo cơ địa nó hơi khó thì nó sẽ dễ bị qua táo bón mọi người. Mọi người ăn ít thôi, ăn vừa vừa thôi nha. Tôi nói gì lần nào tôi cũng ăn nhiều hết trơn, tôi ăn lố hơn người ta. Dầu Thái Lan á, mọi người hỏi phải không, hiện tại là cái dầu đỏ của Nga còn, cái dầu mà chống đột quỵ với lại đau nhức độ, bạn bán hàng thật có tình gì đó,
Rồi. Rồi Nga sẽ nói sơ về mọi người mua bất cứ sản phẩm gì về tóc hay cái gì đó thì Nga sẽ tặng cho cái detox này nha mọi người. Cái detox này nè, nó là 30 đồng một chai. Mà nếu mà mọi người mua thì là Nga bán 25 đồng, Nga sale 25 đồng. Nhưng mà nếu mọi người mà mua, ví dụ như mua 3 cái sản phẩm mà gum mì rồi 3 cái sản phẩm tóc thì Nga vẫn tặng cho cái detox này. Detox này là nó đào thải những cái chất cặn bã trong cơ thể mình, đào thải. Ví dụ như Tết nhất mình ăn nhiều quá mọi người, mình nên uống detox này trong vòng một tuần. Mà khi mình uống cái detox này là mọi người là mình đừng có uống bất cứ thuốc bổ gì hay là nhai cái gì hết. Mình xử lý cái này trong vòng một tuần rồi bắt đầu mình mới sử dụng qua sản phẩm. Còn cái tóc này thì mình vẫn xịt thoải mái. Em bị nám, thấy chị chia sẻ lại kem. Đúng rồi, cái loại kem nám của Đài Loan này nè mọi người, siêu tốt. Nga bán mà Nga tự tin luôn á. Siêu tốt mà siêu rẻ nha mọi người. Mọi người tưởng tượng đi, mình đi mua một cái bộ kem nám, một cái sản phẩm kem nám thôi ở ngoài là đã bán 400-500. Mà trong khi mọi người mua một cái combo 6-7 món như vậy có 500 mấy chục đồng. Mà còn được tặng yến đường phèn, còn được tặng một cái bao lì xì rồng vàng. Tại vì đầu năm Nga muốn tặng quà cho mọi người. Thúy Nga vui tính thiệt. Thích Thúy Nga Leon, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nay khuya không dám mời Leon. Thì Nga nói mọi người, cái kem nám này của bên Nga mà của sản phẩm Đài Loan, trời ơi nó tốt, tốt kinh khủng. Nga thấy ai xài xong bây giờ cũng hoành lại mua 2-3 hũ, tại vì nó quá tốt mọi người. Tốt mà còn rẻ nữa chứ. Có 88 đồng một hũ kem nám mọi người, mà nó cực kỳ tốt luôn. Thì đây, giờ em chiều những người thích em đeo kính, em đeo lại. Rảnh mà. Em hơi không. Thì Nga nói nha, cái tiểu đường này nè mọi người, Nga không có dám dơ lên nhiều mọi người. Biết sao không? Dơ không biết sao nó đánh bản quyền gì á, nó không có cho. Nó tắt live stream Nga đó. Thì cái tiểu đường này nè mọi người là đang vẫn sale nha mọi người, còn rất ít, 103 lọ nha. Những người nào mà bị tiểu đường, đường cao, muốn cho đường ổn định, ok. Và những người nào mới chớm tiểu đường thì dùng cái sản phẩm này rất là tốt cho mọi người. Tiểu đường và có cái collagen complex này cũng rất là tốt mọi người. Collagen này có nghĩa là hàm lượng collagen thiệt. Và tất cả những sản phẩm này là đều sản xuất tại Mỹ nha quý vị. Có nghĩa là FDA của Mỹ approve luôn. Và collagen này là mọi người biết làm sao không? Cái hàm lượng collagen rất cao. Nó là 1,500mg. Một ngày mọi người uống 3 viên thôi thì là giống như mọi người nạp vô 4,500mg chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Thì da dẻ nè, mặt, mũi, tóc, tai, cái gì cũng đẹp hết trơn mọi người. Có nghĩa là khi mà mọi người dùng cái sản phẩm này á, mọi người sẽ thấy cái hiệu quả của nó là từ tóc, móng tay. Và cái này nè, đó và cái này nè, nó giống nhau cái chỗ đó quý vị, là nó làm cho, nhất là cái collagen này nè, những người nào mà bị da sạm đen rồi mà da xấu, uống một thời gian da nó sẽ trắng sáng ra và nó đẹp lên nữa mọi người. Tóc, tai, mặt, mũi, xương khớp nữa. Cái collagen này được cái là nó bổ sung cho những cái chất nhờn ở trong xương khớp mình. Nó làm cho cái cơ địa mình nó khỏe. Mọi người nên nhớ từ tuổi 30 trở lên là phải bổ sung những cái chất nhờn trong xương khớp. Chứ đừng có để cho nó bị thoái hóa là sau này mình dễ bị bệnh nhiều thứ lắm. Không có tốt. Xí Nga cầm đũa tay trái ăn đúng sành điệu. Đúng rồi, Nga cầm đũa tay trái. Thì đó, những cái gì mà sale rẻ thì Nga quảng bá lên cho mọi người coi. Nhớ là giải cứu giùm em 2 thùng xoài giúp em. Trời ơi, buôn bán lời như mà gia đình ăn quá quý vị ơi. À, cái mảng cầu muối ớt này em kể mọi người nghe. Thực sự em không muốn nhận cho bà chị này, mà tại vì bảo qua trễ quá. Nó trễ quá quý vị, nó cận Tết thì bả mới qua, thì là không có cạnh tranh nổi với mức. Tại vì tất cả các loại mức của Nga nó rẻ quá mọi người. Một hộp bây giờ ra Tết cũng còn một ít, một hộp mà 6 món mà bây giờ còn có 30 đồng. Rồi cái mức cầu vừa đủ xài cũng còn có 25 đồng. Rồi cái 20 đồng còn 15 đồng. Nói chung rất là rẻ. Nhưng mà riêng cái này mọi người, nó rất là ngon. Nó là mặn cầu xin, xế dẻo. Em kể mọi người nghe em nói thôi, chị đưa em thùng đi 30 hộp, em quảng cáo giùm cho chị. Rồi chị muốn bán cho ai chị bán. Thì em kể mọi người nghe em bán được có 4 hũ à. Mà em ăn 4 hũ rồi nha. Hôm nay em ăn hũ này là hũ thứ 5 đó quý vị.
Trời ơi, nó ngon khủng khiếp mọi người. Nó là mặn cầu sim sấy dẻo, muối ớt. Có một cái chị kia chị mua, xong mà chị đưa lộn cái địa chỉ của gia đình chị á, thì gia đình chị nhận ăn xong và không chịu trả lại cái hộp này. Nói ngon quá, cho ăn luôn đi, đừng có đòi lại. Bà cho địa chỉ mà tôi ship vô một cái địa chỉ nhà khác, không phải nhà bà. Thế là bà nói trời em ơi, giờ chị phải mua lại rồi. Tại vì á, nguyên cái gia đình đã ăn hết chả ốc với lại cái mặn cầu muối ớt này của em mà nghe nó khen dữ lắm. Mọi người biết hôm nay bán nhiêu không? Hồi hôm là đưa lên 9 đồng, nó nói giờ 9 đồng khó bán lắm, thôi bán lỗ đi, bán thiệt thòi đi, hôm nay bán có 8 đồng mọi người. Rất là ngon mọi người, mặn cầu, muối ớt, trời ơi nó ngon khủng khiếp mọi người, mà nó đang ế bà nội cha ế lắm luôn. Tại mọi người biết sao không? Qua Tết là mọi người ăn mứt bánh nhiều quá rồi nên không có cảm thụ được cái này, nhưng mà Nga biết cái này mọi người ăn sẽ bị ghiền. Ghiền lắm, điển hình là tôi đây. Tôi ăn cái món này mà tôi ghiền dã man luôn mọi người. Ghiền ơi là ghiền luôn. Cay cay, chua chua, không có ngọt. Ngọt ít lắm. Mặn mặn. Má ơi, ngon khủng khiếp mọi người ơi. Chung mà một lần nghe live stream xong nghe kể mọi người nghe cái hũ à, em bữa nay có thể gửi kem nán cho em được không? Trời ơi, sản phẩm này của Đài Loan mà em ở bên Đài gửi về Đài Loan cho em là sao? Em bỏ tay em luôn á. Nên nè mọi người, cái này nè, trời ơi em nói mọi người ăn là ghiền. Một cái live stream này xuống một cái là em quất hết một lọ này luôn. Trên livestream em ăn nhỏ nhẹ, em ăn đâu có ăn ăn hiền từ lắm. Ngoài đời em ăn còn tàn canh gió lạnh hơn nữa. Cũng ngồi bà chị em. Ngon. Rất là ngon. Chào cô bạn Thúy Nga. Chúc một ngày mới vui vẻ. Mọi người nhớ nha mọi người. Ngày mai á, mọi người có mua bưởi á, cũng sắp tới rằm rồi. Mua bưởi da xanh Bến Tre 90 đồng, được tặng một bao lì xì 25 đồng rồng vàng nha. Mọi người mua bưởi diễn còn ít rồng thôi. Bưởi diễn 65 đồng cũng được tặng một bao lì xì rồng vàng nha. Mua sầu riêng không có tặng. Hôm nay em quên lấy sầu riêng về quảng cáo mọi người. Giờ dĩa này còn, cái chén này còn ít sầu riêng Mã Lai với sầu riêng Risic. Sầu riêng Mã Lai mọi người, bây giờ một thùng của nó là 320. Có 5 trái không à, không có 6 trái. Nhưng mà mọi người mua trái lẻ thì 70 đồng một trái. Mà Nga thấy nhiều người ăn ghiền lắm. Ăn xong là nói trời ơi, nhất là chị Phương Hùng Quế. Nga ơi, ăn xong ghiền quá, chịu không nổi, phải chạy lại em mua nữa nè. Thì đây mọi người nhớ nha. Sầu riêng là không có được tặng này, nhưng mà mua bữa được tặng này. Vú sữa thì Nga còn có 7-8 thùng thôi, không có nhiều. Chờ hy vọng là qua tuần sẽ có hàng. Sầu riêng á, thì là em nay em đi bận, em bận mua đồ cho mẹ em quá, em không có lột ra. Và mọi người nhớ ủng hộ mấy cái sản phẩm này nha mọi người. Và bây giờ cho em ăn bánh bột lọc. Em ăn bánh bột lọc xong em sẽ nói chuyện về cái sản phẩm Đài Loan này cho mọi người nha. Nga sẽ hướng dẫn cho mọi người xài. Very tốt mọi người. Mà rẻ, tốt mà rẻ nha. Vừa tốt mà vừa rẻ nữa. Cái công ty mỹ phẩm này mọi người biết là có mặt ở Đài Loan bao nhiêu năm không? 40 năm rồi. Nên là họ uy tín, họ làm rất là đàng hoàng mọi người. Nên mọi người yên tâm. Xin lỗi cho nhỏ kiến cận này ăn miếng bánh bột lọc với lại chả ốc nha. Đói quá bà con. Mọi người sáng mà đặt hàng á, nhớ nhắn tin nha. Dạo này nha hết làm nem rồi mọi người. Tại làm nem á, gia đình người ta làm ít quá, rồi cái hàng ra vô nó lắt nhắt, không có đủ cung cấp cho khách hàng á. Cái mình cứ bị thiếu trước hụt sau, cái làm cho mình cũng mệt mỏi. Mặc dù giờ nem mọi người order vẫn nhiều lắm, nhưng mà tại vì một tuần họ cung cấp cho mình, họ cái gia đình họ không có thời gian làm á, đâu phải gia đình buôn bán đâu. Rảnh thì mới làm, mà làm lần có một ít cây thì đâu có làm ăn gì được, buôn bán đâu có được. Ví dụ như chả ốc bánh bột lọc này là giống như chị
chị bánh bột lọc này là chỉ bỏ hết công chuyện, chị chỉ làm bánh cho em thôi. Rồi chị chả ốc này giờ chị bỏ hết công chuyện, chị chỉ làm chả ốc cho em thôi, thì bây giờ mới đủ cung cấp cho khách hàng. Đây là cái món mà Quang Lê mê này, mọi người mong lên. Đúng thiệt, Quang Lê chỉ hít thơm sầu riêng tách ruột ra hai nguyên sầu riêng là nguyên trái quý vị, nguyên thùng. Một thùng sầu riêng 28 bao 4-5 trái chỉ có 120 thôi chứ bà con. Ship overnight, thứ hai ship thứ ba nhận. Ship trái cây là thứ hai, ba, tư, năm. Còn các ngày khác không ship. Còn những cái dòng sản phẩm là tóc tai rồi thuốc men nữa, yến rồi là ngày nào cũng ship được. Trừ chủ nhật là nó không đi hàng thôi, thứ bảy hàng nó vẫn đi. Trời ơi má ơi, dùng có những cái món ăn á, mọi người có cảm giác không? Có những món ăn mình ăn hoài mình chán đúng không? Riêng cái chả ốc với bánh bột lọc ăn hoài không chán mọi người. Lúc nào ăn cũng thấy ngon, mình lúc nào nghe livestream nghe cảm giác bị thèm cái món này á. Ăn đủ thứ mà chị vẫn xinh đẹp quá. Đúng rồi, chị làm việc nhiều lắm, chị ăn nhiều mà chị không có mập. Con nói người, con không có ý nói cô. Chúc cô sức khỏe, cô có đâu biết con nói cái gì đâu, con chưa đọc tin con mà. Ngon quá mọi người. Chả ốc, 2 lồng 2 cây. Ship chuyên bang á là 50 cây là 101. Một bịch của nó nha, là ship đi á là 20 đồng. Còn bán một lọc á, một bịch của nó là 50 cái, 40 đồng, mua hai bịch đó là 80. Đó, rất ngon mà. Mọi người bây giờ có biết cái cảm giác của Nga cứ chờ livestream là phải ăn mấy cái này, không ăn kiểu nổi. Thèm, bị chết thèm mọi người. Trời ơi, dễ sợ không? Bán hàng mà ăn cái này mỗi ngày mà không ớn mọi người. Ship sầu riêng chả ốc chung không? Sầu riêng là riêng riêng, chả ốc là riêng, không có ship chung được chị ơi. Tại vì á, chả ốc nó có cái hộp riêng của nó, sầu riêng là nó cái thùng nó full rồi, mình không có bỏ chả ốc vô rồi sầu riêng nó gai nhọn rồi người ta lắc cái thùng nó đâm chả ốc hư hết. Không có, sầu riêng nó không bỏ được cái gì, bưởi cũng không bỏ được cái gì hết trơn á. Thất bại rồi. Tôm mà lột vỏ nha, làm vừa ăn không cần chấm luôn, mặn mà đậm đà. Ok, chị hỏi người số trên bàn đặt, đúng rồi, đặt thì điện thoại cho anh siêu nhân dùm cho Thúy Nga 7146538028, hoặc là nhắn tin cho Thúy Nga 2792798999. Còn chả ốc với bánh bột lọc không thể nào ship về Việt Nam, số điện thoại 076 488 88 88 2 88 12. Đây mọi người, ôi nó ngon bà con ơi, nó ngon khủng khiếp luôn á mọi người, nó ngon mà không nói nên lời luôn. Ôi nó ngon quá. Bánh bột lọc mà sao cái bà bánh bột lọc với chả ốc này nha, bánh nêm đều tay nha. Chị đọc lại số điện thoại cho em ở Việt Nam, số điện thoại Việt Nam là 076 488 8812. Thúy Nga đẹp quá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Việt Nam là gọi cho Thảo Sương nha, 076 488 8812. Đó, con nhỏ trong hình nhưng nhỏ ngoài đời, đẹp y chang nhau. Tại vì sao? Tại vì ăn yến, xài mỹ phẩm Đài Loan nên nó đẹp hoài như vậy đó bà con. Mỹ phẩm Đài Loan Nga bán mà Nga tự tin luôn mọi người. Có nghĩa là Nga biết xài là mọi người sẽ ghiền. Tại vì thiệt sự là nó quá tốt mà nó quá rẻ mà nó đẹp nữa mọi người. Đẹp lắm. Giờ Nga tự tin lắm. Xài mỹ phẩm Đài Loan rất là thích mọi người. I like it. Đây, cái bánh thứ hai. Ok, 076 đúng rồi. Cái gì đó? Đúng rồi, cảm ơn em.
em đặt những cái sản phẩm gì á. Các bạn ở Việt Nam á, đừng có nghĩ cái collagen mà ở trong Costco là uống có hàm lượng tốt nha. Nó ghi cái chữ collagen chà bá cho nó không có collagen nữa trỏng. Không phải em nói xấu, mà thiệt sự á, khi mà mình dùng sản phẩm thì mình phải nghiên cứu quý vị. Họ bán quá trời tiền một lọ, đem về Việt Nam hả? Một lọ 1 triệu mấy hả? Là cũng 50 đô hả? Mà em nói thiệt không có hàm lượng luôn. Cái collagen này nó mới có hàm lượng quý vị. Nó 1.500mg mà mọi người tưởng tượng một lọ 60 đô. À, một lọ 60 viên mà có giờ mua 3 lọ có 100 đô, quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn mọi người. Mọi người thấy ngon không? Mấy một lọ à? Ngon bà con ơi. Ngon khủng khiếp. Bây giờ em cứ thích cái cảm giác mà live stream em được ngồi ăn bánh bột lọc với chả ốc. Mà ngộ cái gì nó không có ớn luôn á. Bánh bột lọc chả ốc. Bánh bột lọc 100 cái 80. Số trên màn hình đúng rồi. Còn chả ốc á, là 2 đồng 2 một cây. Chả ốc Nga là ngon mà ngon nổi tiếng luôn á mọi người. Trời ơi, mỗi lần mà mấy chị mà mua hàng xuyên bang á, nhận xong, trời Nga ơi, chả ốc của em ngon quá, bánh bột lọc ngon quá, trời tiểu bang chị đang có tuyết. Hấp lên ăn, trời ơi, nó đã, Nga ơi, thích quá, cảm ơn em nha, cảm ơn em, trời thấy dễ thương không? Mình bán hàng mà khách hàng ăn xong mà họ khen, mình thích lắm mọi người. Nhất là có nhiều chị ở tiểu bang á, đâu có đi chợ được, tuyết tụng rồi đâu đi chợ được, vậy mà hàng vẫn ship tới tay, trời ơi, người ta mua ăn mà ta thích lắm. Thích, trời ơi, lần đầu order 50 cây chả ốc, 100 bánh bột lọc, trời sau đó order mấy trăm cái cây chả ốc, mấy trăm cái bánh bột lọc đâu có ship nổi quý vị. Không có hàng. Ngay vào này đẹp. Nguyễn Hương. Ngon mọi người. Ngon ha. Mọi người thích bánh bột lọc không? Tôm thịt. Anh bạn em thích chả ốc, anh ở Minnesota gì hả? Đúng rồi, chả ốc Nga ngon lắm. Chả ốc Nga là không có pha bột không, thịt với lại ốc không. Ốc rất nhiều, cắn tới đâu ốc tới đó luôn mọi người. Mà có cây sả tươi, có cây miếng gừng, có miếng ớt, có chút lá chanh. Chú Nga xin dập ơn. Mời cả nhà ăn không? Ngon không? Ngon dễ mang luôn. Ngon quá. Mọi người biết không, bây giờ mà Nga live stream xong Nga vô á, Nga ngủ ngon lắm. Mà không live stream á, ngủ không ngon. Vừa live stream xong buông cái là đi vô phòng ngủ mê mệt luôn. Mà không live stream á, nằm ngủ trăng qua trở lại vậy đó. Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành vậy đó. À mọi người, trời ơi, cái con không tên này nó hỏi tùm lum tà la hết trơn. Nó hỏi mà rối nào, thấy chị ăn mà chảy nước miếng ha. Đúng rồi, ngon lắm. Nè, trời cái cây chả ốc nó thơm, đàm như kiểu Quang Lê. Quang Lê thích ngửi đồ ăn mọi người, Nga không có thích ngửi đồ ăn. Nha, ăn là ăn chứ không có ngửi. Mà Quang Lê là thích ngửi mà thiệt. Bây giờ bắt chước Quang Lê, mình ngửi đồ ăn mình thấy ngon thiệt. Ngon quá. Dạ, bao giờ cưới cho các chị đi ăn cưới? Thôi giờ cưới làm gì chơi, yêu thương nhau thật lòng rồi cưới hỏi làm gì phức tạp đó. Nga cũng hợp với đám cưới không? Ngon mọi người, cảm giác mà ngồi live stream ăn á nè, thích lắm. Rong biển Hải Long Watching. Nghe ăn xong nghe có sức, nghe sẽ nói chuyện với mọi người về sản phẩm Đài Loan. Mình hâm mộ em gái lắm, hóng em gái suốt. Cảm ơn nhiều. Cho Nga ăn thêm cái bánh nữa nha. Bắt đầu là Nga sẽ nói vô cái phần Yến. Em chào Thúy Nga Idol. Chị Thúy Nga chào em.
Có ở Việt Nam không? Chả ống bánh bột lọc này không có ở Việt Nam. Mọi người muốn ăn làm ơn mua cái vé máy bay $1,000, $1,500 gì đó, bay qua đây ăn thử cái bánh bột lọc với chả ốc thì sẽ biết nó ngon như thế nào rồi bay về. Chị thấy ngay xinh đẹp. Trời ơi, cái con không tên nè, nó rảnh lắm. Ngon quá mọi người, ngon luôn, ngon. Rồi em đã no đủ 2 cây chả ốc và 4 cái bánh bột lọc. Ăn như vậy dù sao vẫn ít hơn Quang Lê. Quang Lê là ăn một lần 6 cây chả ốc và khoảng 5-6 cái bánh bột lọc mới đã nư nha. Em ăn như vậy là rất là hiền lành thánh thiện rồi đó. Mọi người ơi, em nói mọi người nghe nè, cái thùng xoài á mà em nói giải cứu á, một thùng của nó tới 7-8 trái nha mọi người, mà có 60 đô à. Bán cho vui á, có 2 thùng mà mọi người giải cứu dùng cho tiếng nha đi mọi người ơi. Đây mọi người nha, lặp lại nha, cái yến xào đó và cái yến đông trùng hạ thảo và cái yến sâm này. Yến sâm á với đông trùng hạ thảo là cứ mua 5 tặng 1, yến nước đường phèn cũng mua 5 tặng 1, yến nước đường phèn thì có 36 đồng thôi, nhưng mà yến sâm với yến đông trùng hạ thảo là nó 42 đồng, mua 5 tặng 1. Và cái yến này nè mọi người, yến tổ là 280, mua một hộp được tặng một cái đường phèn cho cuối tháng. Và cái chân yến này mọi người ăn nó rất là ngon, ăn ngon hơn yến tổ luôn, mà cũng chỉ 280 thôi, 100 gram. Và cũng được tặng một cái đường phèn, mà mọi người mua 2 hộp sẽ được tặng 2 cái đường phèn, 36 đồng một hộp, có 6 hũ, và mọi người được tặng một cái bao lì xì rồng vàng này luôn nha mọi người, rất là đẹp nha. Rồi cả nhà ơi, Nga có một cái chi nhánh, em lấy thùng xoài, Trang Võ. Ok, sáng mai Trang Võ ủng hộ cho Thúy Nga nha, cảm ơn Trang Võ rất là nhiều. Xoài này là xoài bán ở Việt Nam không Nga ơi, bán cái gì mọi người muốn mua gì, đừng nói là mua xoài nha, đừng nói mua sầu riêng nha, tôi xỉu liền á. Mấy cái trái cây này cũng Nga làm nhập từ Việt Nam qua đó, đừng nói là chị ơi ship xoài về Việt Nam cho em đi. Nga có một cái đại lý yến ở tại Oregon mọi người, nó ở ngay trong khu chợ Thuận Phát mọi người, có nghĩa là cái chỗ đó, tiệm đó vô chợ Thuận Phát số 5253 SE 82. Trời ơi, địa chỉ tôi không có đọc được quý vị, mà em chạy chữ lên đi. Avenue Stick cái gì đó trong cái khu 26 hả, Blood Portland Oregon 97266 đó. Mọi người có thể liên lạc với lại Jenny Beauty Skincare là 503-995-2182 đó. Mình vô đó thì mình vô chợ Thuận Phát ở Oregon đó mọi người, thì mình sẽ gặp Jenny Beauty Skincare, và trong đó là có đại lý yến, có yến tổ, yến nước đàng hoàng. Và hãy liên lạc với Jenny nha mọi người, 503-995-2182 đó. Dạo này có gặp Phi Long không? Không gặp Phi Long. Thì đây mọi người ơi, nghe cũng cho nghe ăn gì ta, đang muốn ăn gì lắm mà không biết ăn cái gì luôn, tự nhiên thèm ăn gì ta. À đúng rồi, em ăn sầu riêng đi, em ăn sầu riêng với lại ăn bử đi bà con. Tự nhiên ăn xong vẫn còn thấy đói lắm, trong bụng vẫn còn đói. Đây là sầu riêng Mã Lai mọi người. Trời ơi, cái sầu riêng Mã Lai này nè, em nói ai ăn cũng ghiền hết trơn á. Ăn một trái xong rồi ăn hai trái xong ăn một thùng kìa. Có người Thái Lan coi luôn kìa. Mình tính vô nói cái vụ mỹ phẩm. Trời ơi, cái gì mà Nga nghỉ chơi nhà Khanh Dương. Trời ơi, má rảnh quá, má làm gì có má. Nè, trời ơi, nó ngon mọi người.
ngon mà ngon khủng khiếp luôn á, cái sầu riêng Mã Lai, trời ơi ai ăn xong cũng quành lại mua, đầu nghỉ mắt không dám mua nhiều, mà ăn xong là mua thùng không á. Em ăn xong cử những thấy thiếu thiếu, có những cái mình chưa ăn đó là măng cụt, à quên lộn, phải măng cụt vú sữa mọi người. Vú sữa đang bị hiếm hàng mọi người, vú sữa sắp hết mùa đó, không còn vú sữa để ăn đâu. Trời ơi nó ngon. Ai vậy tôi nói, ủa sao tôi ăn xong tôi thấy thiếu thiếu cái gì mà tôi không biết thiếu cái gì, hóa là tôi ăn chưa có no đủ đó bà con. Rồi đây, đây mọi người, đây là sầu riêng Việt Nam nè. Nó cũng giống giống nhau mà sầu riêng Việt Nam đợt này rất ngon. Đâu? Nhà đâu có biết đâu, Nhã Khanh nó về đâu ba? Mua sầu riêng về khui, khó khui em khui, không khui được. Biết ông anh khui không? Sầu riêng á, mọi người phải đợi cho nó mềm ra một chút rồi hẳn khui. Chứ đừng có khui liền, đừng có khui liền nha. Văn Hoàng Nguyễn, ngon mọi người. Trời ơi, nó ngon khủng khiếp bà con ơi. Nhã Khanh bữa hôm nó còn điện thoại nói chuyện với tôi mà. Cái con không tên này nó xăm soi mà nó nhiều chuyện lắm nha quý vị. Nó soi mói lắm, soi mói đủ thứ chứ. Ngon quá bà con. Hồng An, Quách Trinh, ai nữa đây nữa, ngon mọi người. Sầu riêng Việt Nam hay sầu riêng Mã Lai gì cũng ngon cơ. Sầu riêng Việt Nam đợt này cực ngon mọi người, lên giá lâu rồi mà Nga vẫn bán rẻ đó. Nha dễ thương, cảm ơn Phượng Nguyễn. Ngon mọi người. Ngon quá. Very ngon. Very xuất sắc mọi người. Trời ơi nó ngon bà cố luôn. Đó mình ăn á, xong mình ăn xong mình nói, ủa sao mình vẫn còn thiếu thiếu, mình thiếu thiếu cái gì mình chưa ăn ta. Nhìn quanh nhìn quanh, phát hiện chưa ăn sầu riêng. Giống như live stream vậy, em ăn đủ bộ mới vui sao trời. Bữa da xanh chua chua ngọt ngọt ngon, bữa diễn Hà Nội là còn có mười mấy thùng thôi. Thì qua tuần là ship tiểu bang được, vẫn tặng bao lì xì nha. Bao lì xì sắp hết rồi, mọi người tranh thủ mua đi. Tại vì cái bao lì xì năm nay nó đẹp quá mọi người. Lúc đầu Nga cho order một chút ít thôi mà Nga thấy đẹp quá Nga order thêm. Ngon quá. Ngon mà. Nguyễn Khánh Quá Trinh, Diệu Đức Hạnh Trần, Quách Trinh. Mọi người sáng ngủ dậy nhớ nhắn tin cho anh siêu nhân nha, 7146538028. À có nghe 279 279 8989 nha. Ngon quá cả nha. Bữa cái gì ngon hết trơn. Tình Thiên Nga, very ngon. Nhã Thanh, Phúc Hải, bữa diễn thơm hồi Tết á. À, cúng bữa diễn không á, tại nguyên năm cũng cúng bữa da xanh nhiều quá, Tết thay đổi cúng qua bữa vàng,
Nó thơm cả cái nhà mọi người, thơm phức à. Mà những cái trái bưởi này mọi người, đặc tính của nó để càng lâu ăn càng ngọt. Cái bưởi diễn này nè, hồi Tết á ăn nó còn hơi nhẵn ha. Bây giờ ăn mới là ngon nè mọi người. Mấy cái trái này là Nga để trên bàn thờ hổm rày á. Bây giờ Việt Nam có gọi Nga không? Có. Ai giờ chồng vẫn hay gọi. Nhưng mà vẫn hay gọi. Nga tốt quá thì cái công chuyện nó, cái duyên nó trước mặt thì mình phải giúp thôi. Số Nga ông trời, ông cái vận mệnh của mình là toàn gặp những cái người, một là gặp những người lưu manh, họ làm gì mình á, để mình lên á, mình dạch mặt cho xã hội ta biết, ta né. Hai á là gặp những người khó khăn, là trong cái hoàn cảnh nào đó ông trời ông để đưa mình sẽ gặp để mình giúp cho người ta. Mọi người biết không, mỗi lần mà Nga gặp những cái người mà giống như kiểu mình lưu manh lường gạt á, mà trời nó khiến gặp rất là nhanh, trong vòng chốc lát thôi họ cũng muốn làm gì mình mà họ gạt cũng được. Nhờ giúp Kim Ngân mà thấy thương thấy Nga. Thì mọi người biết sao không, thì mình gặp họ rất nhanh và họ làm gì đó mình, mà cái câu chuyện của họ mình phải đưa lên để cho nhiều người ta biết, ta ấy, ta hạn chế, ta không bị như mình á. Nhiều câu chuyện đầu rồi. Ngon quá con ơi, rất ngon. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, ủng hộ thế nha. Các fan luôn luôn thương thế nha. Mọi người nhớ nha, cái sản phẩm này là mọc tóc nha, làm cho tóc nó đẹp lên nha, nó cái sợi tóc nó khỏe mạnh lên nha. Nga đảm bảo mọi người xài cái sản phẩm này sẽ ghiền, mà đặc biệt rẻ. Hôm trước có Nga làm của Thái Lan mọi người biết không, 60 đồng một lọ luôn, rất là mắc, trong khi cái này chỉ có 38 đồng, rẻ hơn rất là nhiều mọi người. Bây giờ bên Việt Nam, bên Mỹ là giờ 2 giờ sáng rồi đó, nay em live stream hơi bị trễ. Cũng rất là cảm ơn là bà con ở Mỹ thì ngủ hết cha rồi, nhưng mà bà con ở Việt Nam thì vẫn coi. Đó, thì bà con Việt Nam vẫn coi nên em rất là vui. Thì bây giờ mọi người thấy cái da mặt của Thúy Nga không? Da mặt của Thúy Nga đẹp không? Mọi người thấy giờ đẹp không? Tại sao đẹp như vậy? Thứ nhất là ngước mắt nhìn đời đang nhìn tôi. Thứ nhất là do Nga ăn yến mọi người. Thứ hai á, mọi người thấy tôi đẹp không? Tại sao tôi đẹp? Tôi dùng app. Cái con không tên này nó rảnh lắm. Thức khuya da xấu mà chị Nga đẹp. Nói chung á, Nga thức khuya mà được cái Nga vẫn ngủ đủ giấc nha. Sáng Nga dậy hơi muộn chút. Nói chung là nên làm nhiều người đừng có gọi Nga vào sáng sớm. Mình hâm mộ Nga. Hôm nay mới thấy được Thúy Nga. Chúc Thúy Nga xinh đẹp mãi thành công. Ủa chứ nào giờ không coi live stream Thúy Nga hết trời. Đó, da Nga đẹp này nè mọi người. Thứ nhất là mình ăn yến, nhưng mình ăn trái cây. Và Nga ăn trái cây mà Nga không mập. Nga ăn tùm lum, Nga không mập là mọi người biết Nga nhờ ăn gì không? Ăn bưởi chứ mọi người. Ăn bưởi á, nó bơn mỡ ra, và cái người của mình á, giống như nó đào thải ra. Nó làm cho người mình á, lúc nào xài cam thường đi rồi khoe. Em đang xài cam thường đó chị. Chị không tên này chắc em lóc chị quá. Chị rảnh lắm. Tôi cam thường tôi cũng đẹp à má. Tôi không có make up sáng sớm, khách hàng gặp tôi cũng còn khen á. Tôi không make up tôi cũng đẹp nữa. Để em ăn trái vú sữa đi. Ăn trái vú sữa xong mình nói chuyện cái vụ ấy này nha. Nãy giờ quên. Vú sữa đâu dám khui đâu mọi người, có 8 thùng à. Bây giờ cái trái này là lấy cho má. Ăn bưởi rất tốt, vừa giảm cholesterol vừa giảm cân. Mà sao có nhiều người nói là chị đang bị cholesterol chị không ăn được bưởi. Mà Nga thấy ăn bưởi rất là tốt mọi người. Chị Thoa đó, chồng chị bị cholesterol, mà từ ngày nấu cái bưởi với cái vỏ bưởi đó, cả bưởi hầm với cái thơm gì đó, uống mà hết cholesterol luôn. Bây giờ trước tiên nói về mỹ phẩm Đài Loan á. Mọi người thấy da mặt đẹp không? Mịn căng không? Tưởng giống như đi chích cái gì á. Ăn được mà chị. Đây nè, cái vú sữa này là cái thùng của má Nga. Lấy về cho mẹ ăn, thì giờ nó còn dư một hai trái đây. Em ăn miếng.
Vú sữa bây giờ là sắp hết mùa rồi nha, không có hàng nữa đâu. Giờ là hàng nó bị khan hiếm lắm. Không. Đó, mọi người thấy không? Vú sữa tím, vú sữa lò rèn. Mà còn ít lắm mọi người. Không có nhiều đâu, có vài thùng mà nói chung là không có hàng. Nói chung là tình hình là vậy đó. Má ơi, cái trái vú sữa nè. Để nó heo héo ngoài giờ nó ngọt ngay rồi mọi người. Ngọt mà ngon lắm nha. Rất là ngon. Rất ngon mọi người. Hình như ai nữa đây? Phương Trần. Vú sữa để càng héo ăn càng ngon mọi người. Ngon quá mọi người. Đẹp duyên giỏi. Duyên gì khùng với duyên gì. Tôi là tôi tửng lắm luôn mọi người ơi. Nết được cái tính rất là tửng. Rồi tinh thần của Nga được cái ông trời ông cho, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Có những lúc mình rất là buồn, nhưng mà mình lên lúc nào mình cũng vui vẻ chứ. Mình gặp mọi người không ai biết mình buồn gì luôn. Thôi vú sữa giờ nó sắp hết hàng mọi người. Mới cảm thấy là nó ngon lắm luôn á. Sắp hết mùa chứ không phải sắp hết hàng. Giờ vú sữa nó hơi bị khan hiếm nha mọi người. Nó không có hàng. Ăn cái vú sữa phải bóp cái vú ra. Ăn mới ngon. Rồi. Giờ 2 giờ rồi. Em chuẩn bị em xuống live stream mọi người. Trời, hôm nay live dài vậy ta. Em live từ lúc mấy giờ mà em nói dữ gì trời. Thì bây giờ đây mọi người hãy coi làn da của Thúy Nga đi. Làn da gương mặt của Thúy Nga đi. Đó, mọi người thấy không? Thì là nhờ ăn trái cây mọi người. Thực sự là ăn bưởi thì nó làm cho mình ốm. Ăn bưởi á Nga thiệt. Cái mùa này á, bưởi á, nó đang rẻ. Và nó đang phủ cái mùa bưởi mọi người. Nó rất là ngon thì mọi người ăn đi. Và mua bưởi mà còn được tặng bao lì xì. Ăn bưởi thì nó gầy. Ăn yến thì nó đẹp da. Xài những cái sản phẩm tóc á thì là tóc nó đẹp như tóc của bà Thúy Nga. Con quỷ không tê. Một ề phấn. Không, chị đâu có xài phấn đâu em. Chị xài kem Đài Loan đó. Chị đang xài sản phẩm Đài Loan. Tại vì chị đang bán sản phẩm Đài Loan. Chị phải quảng cáo chứ. Con quỷ không tên. Con quỷ rảnh lắm nè. Đây, thì bây giờ Thúy Nga càng ngày càng xinh đẹp. Dạ, cảm ơn ạ. Ngay bây giờ Nga sẽ nói về cái sản phẩm Đài Loan nha. Nói một lần nữa cho mọi người hiểu. Có nghĩa là những người á, chị Thúy Nga nói chuyện duyên vui lắm. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nga mà có một người partner ngồi kế bên thì Nga còn nói chuyện vui hơn. Tại giống như là mình kích thích cho mình nói chuyện hơn. Còn Nga nói mình, Nga nhiều lúc mình cũng không biết mình nói vui hay không vui nữa. Mình không hiểu được. À, Nga nói lại cái mọi người nha. Cái tinh chất dầu bưởi này nó là serum mọi người, serum. Nhưng mà đặc điểm của nó xài nó không có bớt tóc nha mọi người. Có nghĩa là mình xài lên cái chân tóc của mình á, nhưng mà nó đậm đặc như vậy nè mọi người. Nó tinh chất dầu bưởi nhưng mà đặc điểm của nó là nó không có bớt tóc nha mọi người. Nó không làm cho tóc mình bớt, nhưng là mọi người mà gội đầu xong sạch sẽ đó, mọi người xài nó thơm lắm mọi người, nó thơm dữ lắm. Mà đặc điểm của nó là không có bớt tóc nha mọi người. Tóc nó vẫn đẹp và nó bồng ra, nó không có bớt tóc nha. Và mọi người ơi, qua nhà Leon, kêu Leon Andy Thái live chung. Đâu có đâu, Leon giúp mày đi ngủ. Leon thức gì chứ, Leon ngủ sớm, Nga thức khuya lắm. Thì mọi người, Nga hướng dẫn cho mọi người xài cái mỹ phẩm Đài Loan nha. Mỹ phẩm Đài Loan, cái đặc trưng á, tất cả những sản phẩm của nó xài là ẩm mặt, nó không có bị khô mặt nha mọi người. Nó có cái chai rửa mặt nữa mà Nga để ở trong rồi. Cái này á,
Nó có một cái chai rửa mặt nữa. Cái chai rửa mặt nó 55 đồng, cực tốt mọi người. Cái chai rửa mặt của nó tới 200ml. Mà mọi người rửa là cái mặt mình nó đẹp. Mọi người đang make up như vậy, mọi người rửa trực tiếp luôn cũng được. Nó cũng tẩy trang đi hết luôn nha mọi người. Nó sạch như vậy luôn á. Và đặc điểm của cái sữa rửa mặt của Đài Loan á, là nó rửa xong cái mặt mình nó ẩm, nó đẹp chứ nó không bị khô. Thường mình mấy cái sữa rửa mặt á, mình rửa xong á, em gửi về Việt Nam bán cho anh được không? Dạ được anh muốn mua cái gì thì anh cứ nhắn cho Thảo Sương đi. 076 nè, 488-8812 này nè anh. Anh muốn mua gì anh nhắn cho Thảo Sương giùm cho em nha. Thì Thảo Sương sẽ phụ trách là ship hàng, nhận hàng từ Mỹ về Việt Nam. Rồi Thảo Sương sẽ giao cho khách hàng nha. Mọi người có liên hệ với Thảo Sương 076-488-8812. Tất cả các dòng thuốc bổ hay là tiểu đường gì là Nga đều ship về Việt Nam được hết ha. Thì đây mọi người, em nói cho mọi người hiểu là cái sữa rửa mặt của Đài Loan nó cực tốt. Một chai của nó 200ml rất là cao. Thì mọi người xài xong, nó rửa mặt sạch sẽ xong, mọi người sẽ bôi một cái chai serum này. Cái serum này nè mọi người, nó là nước trong. Nhưng mà mọi người biết sao không? Cái serum này nó làm cho cái lỗ chân lông của mình nó săn lại, nó nhỏ lại. Và những cái cơ mặt của mình á, nó có cái chất gọi là làm cho cái cơ mặt mình nó săn chắc lên. Và nó làm cho cái cơ mặt mình nó gọn lên đó mọi người. Đó, thì cái này nó vừa làm trắng và tẩy nám luôn nha. Thì sau khi mình bôi cái này xong là ban ngày nha, thì mình sẽ bôi cái chống nám này lên, ok. Có cái chai rửa mặt á, tại vì ở đây còn có chai à, nên là Nga không có, Nga để ở trong cái nhà tắm của Nga rồi. Thì mình sẽ bôi một chút cái chống nám này lên là ban ngày nha. Là ban ngày nha mọi người. Xong sau đó là mình, cái nám này là 88 đồng, serum này là 99 đồng, ok. Rồi, cái chống nắng này nè mọi người, nó mềm, nó mỏng, mà đánh lên nó rất là đẹp nha mọi người. Chống nắng thường là đánh nó sẽ dày, nhưng mà chống nắng của Đài Loan là nó mỏng mà nó đẹp, giống như phấn vậy đó mọi người. Và nó ẩm mặt cả ngày nha. Lâu quá mới gặp idol đó. Khi mọi người bôi này lên, đó mọi người thấy không? Cái tay mình nó khác biệt với lại những cái ngón mà mình chưa có đánh, mọi người thấy không? Chống nắng của Đài Loan rất là đẹp mọi người. Rồi sau đó mọi người sẽ phủ lên cho Nga một lớp phấn. Mọi người mua một combo của nó có 500 mấy à, mà được tặng yến đường phèn, được tặng một bao lì xì rồng vàng 25 đô. Đó, đây ha. Sau khi mọi người, cái hộp phấn này mọi người 62 đồng, mà rất là tốt nha. Mọi người có thể đánh rất là lâu không có hết mọi người. Cái hộp nó dày mà nó nhiều như vậy nè, đánh đã đời khói tưng bừng khói lửa vẫn không bao giờ hết nha mọi người. Đánh hoài đẹp hoài luôn, đánh hoài đẹp hoài nha mọi người. Đó, đánh miếng phấn mọi người thấy cái tay không, nó mịn mà nó đẹp hẳn luôn. Đây, nãy giờ đó nói chuyện cái mặt nó hơi bóng bóng, mình bôi này lên chút xíu đó. Rồi, cái phấn này mọi người nó ẩm nha, chứ không phải là phấn khô nha mọi người, nên đánh lên cái mặt mình rất là đẹp mà nó rất là ăn vô cái mặt của mình. Thì cái hộp phấn như vậy đó, đó là ban ngày nha. Sau đó mình đánh một chút cây son, và hôm Nga sẽ có cái son Đài Loan về đây cho mọi người xài. Trời ơi, đánh nó đẹp lắm mọi người. Đây nè, những cái màu son Đài Loan, trời, đánh cái màu nó natural mà cái môi nó tự nhiên lắm. Nó môi nó rất là dễ thương luôn. Thì đây, đây là cái hộp kem nám nha. Rồi, còn ban đêm á, mọi người xài rửa một ngày về, mọi người rửa mặt cho thiệt là sạch. Sau khi mặt sạch xong á, một là mọi người muốn tẩy da chết thì mọi người dùng cái mask gel này, 50 đồng một hộp thôi. Nhưng mà nó cực kỳ tốt mọi người, nó cực kỳ tốt, có nghĩa là mình đắp lên 15 phút thôi thì là những cái tế bào, nó gọi là tẩy tế bào chết mọi người. Mask gel nhưng mà là ướt nha, không phải là mask gel bôi lên khô. Thì mọi người khi mà bôi lên đây á, thì là cái da mình nó sẽ mát và nó làm săn chắc cái cơ mặt của mình lên, và nó sẽ làm cho những cái tế bào chết trong cái gương mặt của mình nó sẽ tẩy sạch nha mọi người. Và những cái nám nó cũng, những cái gì mà vết đen trên mặt mình nó cũng bay đi. Khi mà mọi người bôi cái gel này, mọi người phải đổ một lớp dày dày lên nha.
thì mới cảm giác được nó cái mặt mình nó tốt hơn, chứ đừng có tiết kiệm quá, mình lát lên mỏng quá không có nên. Hoặc nếu mà mọi người dùng cái này một tuần một lần, nhưng mà nếu mà mọi người có điều kiện á thì là mua thêm cái hộp hộp mask này nè, một hộp 10 miếng này, một tuần có thể đắp 3 lần. Một hộp như vậy 60 đồng mà nó rất là tốt nha mọi người. Nó tốt ở cái chỗ là mọi người xài cái SK Chu chưa? SK Chu một hộp trăm mấy, cái này á một hộp 10 miếng mà chỉ 60 đồng. Mà cái này nó có collagen, nó có diamond làm cho cái cơ mặt mình nó đẹp, sáng ra. Những cái đặc điểm của đồ Đài Loan là làm cho mặt ẩm và sáng lên, và những vết nám bay đi như quý vị, và những cái lỗ chân lông mình nó khích lại, và cái collagen nó làm cho mặt mình săn chắc và trắng sáng ra. Hộp này thì 60 đồng. Nếu mà mọi người mà mua thử một hộp kem nám hoặc là một nắng đó, thì Nga cũng có thể tặng cho mọi người cái miếng này để xài thử, nó rất là tốt mọi người đó. Sau khi mà mọi người xài cái này xong, hoặc là một là mask gel, hai là cái miếng mask này nha, thì là nếu mà xài cái mask gel này sau đó để 15 phút thì mọi người chùi rửa mặt cho nó sạch, hoặc là mọi người dời cái này xuống cái cổ nè, đắp xuống cái cổ cho cái cổ mình đẹp. 15 phút sau thì mọi người rửa mặt nhẹ nhàng, sau đó là mọi người xài cái một miếng này serum lên trên mặt. Và cái chai này là cái chai đặc biệt nè mọi người. Cái chai này là serum mà nó làm cho cái mặt mình giữ ẩm. Những cái người mà cái cơ mặt á nó quá khô khan, nó thiếu nước, nó cằn cỗi, nó tạo nếp nhăn trên mặt, mà nó tạo sự già nua trên mặt, phải xài cái chai này. Khi cái chai này bôi lên á, nó làm cho cơ mặt mình á, những cái mặt mình nó bị khô, nó sẽ làm cho cái mặt mình giữ nước và nó mỏng, nó đẹp. Mọi người thấy người Hàn Quốc không? Nó xài cái mặt mà nó bóng 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 mọng mọng lên là cái này nè quý vị, là xài cái này nè. Cái này là nó làm giữ nước mặt, trời ơi nó rất là đẹp mọi người. Xài cái này rất là ok nha. Đó mọi người chỉ cần bỏ vài giọt lên thôi, xoa hết cái tay của mình. Ô má ơi nó đẹp lắm mọi người. Mà cái cơ mặt của mình nó săn chắc lên luôn mọi người. Nó hiệu quả tức thời luôn á. Rồi sau đó mọi người để cho nó thấm vô mặt mình một chút xíu, sau đó bắt đầu mình mới bôi cái kem nám này lên, dash it rồi đi ngủ, không xàm gì hết. Sáng sau đảm bảo mọi người, trời ơi cái mặt mọi người đẹp hẳn. Cái anh siêu nhân á, ảnh cũng bị hơi mặt hơi bị xấu gì, có nghĩa là ảnh đi ảnh lấy hàng hóa nhiều đó, mặt ảnh bị nám, cũng lén lấy cái này xài. Mọi người biết không, xài xong bây giờ cũng tự khen bộ, trời cái mặt tôi giờ này đẹp ghê, trời mặt đẹp quá, mặt đẹp quá đó, tự động khen vậy đó, tự động khen mình mà không ai khen mình, tự động khen mình vậy đó. Dạo này tôi xài cái kem nám nó lên và mặt tôi đẹp quá, tự động thích thú vậy mọi người. Mọi người thấy không, đẹp lắm mọi người. Cái này nè, khi mà mọi người xài nó vô á, một thời gian cái mặt mọi người sẽ mọng và những cái nếp nhăn của mình trên mặt nó sẽ mất đi. Một chai như vậy nó nhỏ nhỏ thôi mà 60 đồng, mà xài đáng đồng tiền nha mọi người, xài rất là tốt luôn, xài cực tốt luôn mọi người, rất là tốn cho mọi người. Rồi mọi người bôi cái nám này một ngày 2 lần cho Nga, đảm bảo một thời gian em bao mọi người không đẹp không ăn tiền. Hải sầu riêng watching thôi, bây giờ trời bắt đầu cũng khuya rồi, 2:15 rồi mọi người, em xin phép mọi người em xuống live stream, em bye bye cả nhà. Nói chung ngày nay em nói hơi bị nhiều đó, bình thường nói ít lắm mà sao hôm nay nói nhiều dữ không biết à. Nay nói mà từ lúc 12 giờ mấy 1 giờ tới giờ bây giờ là 2:15 luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mọi người nhớ ủng hộ những cái sản phẩm của Thúy Nga nha. Những sản phẩm của Thúy Nga về mỹ phẩm cũng siêu tốt, về tóc cũng siêu tốt. Tánh Nga kỹ mọi người. Khi mà Nga làm cái gì mà về đề tài đẹp hay sức khỏe cho mọi người, Nga rất là kỹ, không có bây giờ mà Nga làm cái gì mà nó giống như mình vì lợi nhuận hay gì cái gì đó mà để kiếm lời một cách mà không có đúng là Nga không thích. Nga làm cái gì Nga không thích, chất lượng mà phải rẻ, mà đặc điểm là phải tốt mọi người, xài phải có hiệu quả. Chứ bán sản phẩm mà có bán tràn lan nhưng mà mình xài tùm lum mà nó không hiệu quả, rất là tốn kém. Còn Nga không bán thì thôi, đồ Nga phải tốt Nga mới làm, còn đồ Nga không tốt có cho Nga nói là
bán giùm đi hay gì cho tiền Nga cũng làm. Những cái sản phẩm mà khi mọi người biết không, khi mà Nga nói chuyện này là Nga phải xài những sản phẩm này, đã ra này là tiền nào của nấy mẹ ơi, tiền nào của đó, nhưng mà tiền của tôi nó ít thôi, nhưng mà đồ của tôi nó chất lượng như má không tên đó. Nè Nga nói mọi người là những cái sản phẩm này là Nga đã xài mấy năm rồi, Nga đã qua Đài Loan, Nga tới cái công ty này rồi, Nga làm việc rồi, nên là Nga biết cái sản phẩm này của họ cực kỳ tốt. Thương chị quá, cảm ơn Hà Liêu. Thấy không, khuya khoắt phải ngồi livestream đó, nói chuyện bán hàng. Bán hàng mà toàn người Việt Nam coi không, mà sáng dậy mới có người Mỹ coi. Em bán hàng, bán giờ nghịch cảnh quý vị, bán giờ khác người ta không à. Sáng mọi người mới dậy coi đó. Mọi người, nó khi mà xài cái này nè, đó mọi người thấy không, cái tay của Nga nó căng mọng lên, nó rất là đẹp mọi người, đẹp lắm. Cái sản phẩm mà làm giữ ẩm này nè, nó cực kỳ tốt mọi người, nó làm cho mặt mình, nó cơ mặt mình nó săn chắc. Mà đặc biệt á là nó giữ ẩm, và cái mặt mình nó cứ mọng lên rất là đẹp mọi người, nó đẹp lắm. Bây giờ là thôi em xin kết thúc livestream này. Một lần nữa rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Trời ơi, cái kiến hỗn trồng lỡ quên thọt tay luôn. Thôi Thúy Nga xin cảm ơn cả nhà đã xem Chị Đẹp Sống Theo Giờ của Việt Nam. Đúng rồi, Mina có Việt Nam là có em mua liền. Đúng rồi, để mai mốt Nga về Việt Nam, hẹn một ngày Nga sẽ về Việt Nam, Nga sẽ xách một số đồ từ Mỹ về nha mọi người, nhớ ủng hộ nha. Nga livestream cho mọi người ủng hộ nha. Mọi người nhớ ủng hộ. Bây giờ Nga có kênh TikTok mà cũng không có quan tâm nhiều, không biết kênh TikTok tôi yếu lắm rồi. Mày nghe nói giờ buôn bán phải lên kênh TikTok à. Neo Big Đại Chiến. À mọi người nhớ nhắn tin cho anh Siêu Nhân 7146538028 hoặc 2792798989. Và mọi người nhớ sử dụng cái sản phẩm kích mọc tóc này nha. Siêu tốt mà bằng serum mọi người, mà bôi lên tóc, tóc nó rất là đẹp. Mà đặc điểm của nó là nó làm cho tóc nó khỏe mạnh, nó mập mạp lại nha bà con. Những ai mà bị rụng tóc, hói đầu, nhất là phụ nữ mà bị trầm cảm hay stress, nó dễ bị rụng tóc lắm. Và những người phụ nữ mà mới sanh dậy phải xài cái này. Mà đặc biệt phải ăn cái gum mì mọi người, mua một cái combo của nó. Ba chai này ba chai kia có 200, mà nếu mọi người thích detox thì Nga sẽ tặng cho cái chai detox nha, đào thải. Rồi tiểu đường. Rồi collagen nha mọi người, rất là tốt. Và là Hà Thủ Ô nha. Và yến tổ, yến chân, đông trùng hạ thảo, mãng cầu, bánh bột lọc, chả ốc, bưởi, vú sữa. Nhiều thứ lắm, nhớ không hết. Mọi người nhớ giùm em đi. Thôi em xin bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã coi cái livestream này của chị nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà. Cho cả nhà coi nè. Một lần cuối nữa. Mọi người thấy không? Thúy Nga, Chế Phong. Chế Phong đang ở Việt Nam đó mấy đứa ơi. Chế Phong sắp về Mỹ rồi, sẽ hẹn hò Chế Phong livestream. Nhớ mọi người nhăn yến và dùng mỹ phẩm Đài Loan nha, để cho cái gương mặt mà đẹp xinh xẻo như Thúy Nga nha. Rồi bye bye, bye bye, bye bye, bye bye cả nhà. Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US1 trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Livestream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.